bỏ lá vô, lá hạt uống. Hello mấy chị, hello mọi người, vô giùm em. Đẹp ha, bạn ngay gửi hàng chưa? Trời sao ai vô nãy ngoại họ có đó không biết luôn á. Em thì em có làm bên cái bộ phận mà chút đơn mấy bà ơi. Mấy bà nào mà mới hôm nay mới nhận được cuộc gọi bên em là hàng chưa đi, mà bà nào nhận được cuộc gọi ngày hôm qua là hàng đi rồi. Nó vậy với mấy chị, hiểu không? Hiểu em cũng làm bộ phận đó mấy chị ơi. Em chỉ có livestream với lại đi kiểm hàng với bà thôi à nha. Chứ mấy bà hỏi em, chở bà vô hỏi em ngang xương không nhớ, không nhớ mấy chị. Thiệt, đợi xíu nha, đợi xíu đi xíu chọn trả lời mấy chị cho em biết rồi. Em vô dụng lắm. Quỳnh Chi chân mới đi nhà chị còn nè, lấy size nhiêu vậy? Còn nè gái ơi, trời ơi, Lily comment dễ thương dễ sợ không. Chia sẻ 21 nhóm rồi một lần trang cá nhân rồi nha chị yêu ơi. Trời ơi, cảm ơn bà yêu nhiều nha. Lát đi em lên hàng xe và sao hồ và xăng và mua bà ơi. Hello mấy chị, hello mọi người. Chia sẻ livestream giùm em nha mấy bà gái ơi. Vô chưa? Đúng cái đầu nó mặc mấy chị hot dễ sợ luôn. Em thiệt luôn, cái đầu nó mặc hot xỉu luôn mấy bà ơi. Và thật ra em về hàng rồi, mà giá nhà em nha mọi người nha, hết hồn liền. Giá nhà em là em thiệt, giá nhà em là giá hủy diệt. Cái đầm nhà em mặc là giá hủy diệt. Quỳnh Chi cho mấy size S mà 65 ngàn không Quỳnh Chi? Chứ mấy size 65 ngàn phải không? OT bà ơi. Đây nè, chân mấy 65 ngàn phải không? Nay có tiền rồi, dễ sợ. Vô hốt bé ơi, hốt đây nè, ủng hộ em đi, để em kiếm tiền em nuôi con em nè mấy chị. OK nè Quỳnh Chi nè, chống em chân 7 nè. Hello mấy chị, hello mọi người. Vô một cái chấm bà chị sẽ livestream giùm em. Rồi cái đầu mặt đẹp quá mấy chị ơi, giá hủy diệt luôn. Lát đi em báo giá cho. Dưới 70 ngàn. Đó, mấy chị thấy ghê không? Dưới 70 ngàn nhớ bà nha, xỉu chưa? Xỉu chưa? Rồi vô giùm em nha. Để em lên em khui một cục một cục hàng một cái. Em tặng cho chị nha. Vừa bán vừa tặng nha mấy bà ơi, vừa bán vừa tặng cho cả nhà ha. Bán giá rất rẻ mấy chị ơi. Bán giá mày nó thiệt luôn á. Bèo bèo mấy chị. Đó là mình rẻ, mình chia sẻ lại cho em ha. Rồi OK. Hello mấy chị, hello mọi người. Chia sẻ lại cho em nha. 69k chứ gì. Trời ơi Lily. Sao biết ai vậy ta? Sao biết ai vậy ta? Cái đầm này em đăng hình cái bà rồi phải không? Em đăng rồi phải không? Rồi vô giùm em đi. Em lên em vừa bán vừa tặng mấy chị ơi. Vừa bán vừa tặng nha mấy chị ơi. Hello mấy chị, hello mọi người. Hiền Nguyễn inbox giùm em nha. Hiền Nguyễn ơi inbox giùm em nha Hiền Nguyễn ơi. Trời ơi sao hôm nay cái like tôi bị cái gì vậy trời. Em ơi trời ơi mấy chị ơi, hàng lỗi chị phải inbox cho em chứ, mấy chị comment lên like làm sao em giải quyết được đây. Với lại chứ ơi em chưa có buôn bán gì hết bà ơi. Bà vô bà comment một cái em muốn xanh xương vậy bà. Trời đất ơi bà Hiền Nguyễn ơi, em chưa có buôn bán gì hết chị yêu ơi. Chị yêu lên chị yêu comment một cái thiệt sự luôn, em chán quá đi à. Trời ơi, chế ơi, chế ơi. Em chưa có bán được cái gì hết chế ơi. Chế vô chế comment một cái thiệt luôn, em muốn đổi quần. Mấy chị ơi, mấy chị muốn cái gì hàng bị lỗi thiệt luôn á. Vấn đề hàng lỗi mấy chị em OK, tại vì biết sao không? Nhiều khi với mấy chị con hộp thịt lộn nó còn lộn mà mấy bà ơi nha. Với lại hàng này mấy chị em may số lượng lớn lắm mấy chị ơi, người ta may số lượng lớn lắm. Một ngày sự người ta ra mấy ngàn hàng dĩ nhiên rồi mấy chị, sai sót với vấn đề là chuyện bình thường nha mọi người nha. Mấy chị hư hả? Bị lỗi là cái gì mấy chị ơi, nhầm lẫn cái gì thì mấy chị cứ inbox cho em nha. Chứ ở trên live trời ơi, một ngày em biết bao nhiêu đơn mấy chị vô mấy chị nói vậy em không biết đường luôn á.
đầm chị đang mặc bao nhiêu ký đâu vừa. Đầm chị đang mặc là rẻ lắm luôn, 69.000 cái thôi. Rồi nhầm. Đầm chị đang mặc 69.000 nè, mà rẻ nữa. Bà bự nữa, hàng em đi chưa như dâu chú đi. Form này nhà em là 58kg lại mặt đẹp nè mấy chị ơi, form này dễ thương lắm. Em may giống chị trên gối nha, tại vì cái hàng này mà may dưới gối nhìn nó hơi bị già mấy bà ơi. Đây là cái form này em may trên gối cho bà chế cho nhìn cho nó đẹp ha. Thôi đợi em xíu đi, đợi em lên cho cái bà mấy cái mẫu hàng sale một cái cho nó gọn gọn nè mấy bà ơi. Có là em vừa bán vừa tặng cho mọi người luôn ha. Rồi chốt cho em mã bộ đùi mấy chị, 33.000, được chưa? Mã bộ đùi đầu lai thôi, 19.000 đi, cho nó vui nhà vui cửa đi ha. 19.000 bộ đỏ mấy chị ơi nha, 19.000 bộ đỏ giùm em, ai chốt em liền bộ đỏ 19k nhớ bà nha. Em like hết nguyên cục này cho mấy chị, giá rẻ bèo cho mấy chị đẹp của mình luôn ha. Đó, từ từ chị Lily ơi, từ từ nha. Mở hàng chị Lily mở hàng hả, một đầm xanh với một đầm hồng đúng không? Ok chị Lily, em cho chị mở hàng em luôn. Bộ đùi cho Nhi Dâu nè, 19.000 nè. Nhi Dâu ơi, em kèm cái giá cái bên giùm chị nha. Nói nghe nè, phải có cái nhãn ghim là người chia sẻ mới chốt. Nhi Dâu chưa có chia sẻ nè. Bà Nhi Dâu, bà chú chia sẻ nè, bà Nhi Dâu ơi, bà chia sẻ giùm em nha, bà Nhi Dâu nha. Nha nha. Rồi ok nha. Nè chị Lily nè, chị Lily chia sẻ em nhiều quá. Em bán chị Lily bộ xanh nha. Em bán chị Lily bộ xanh 19.000 ha. Ok chưa? Rồi em bán chị Lily rồi bộ xanh đi. Bộ xanh 19.000 nha. Hàng nhà em 55 58 cái đồ lại quay đầu là đẹp lắm mấy chị. Lily á, cho chị Lily bộ đó 19.000 đi. Ok ha. Nhớ là phải chia sẻ livestream nha mọi người nha. Phải có nhãn là người chia sẻ livestream mới chốt được mấy chị ơi nha. Lưu ý giùm em nha mọi người nha. Chờ cái bộ mấy chị. Xuất sắc chưa? Hú hồn chị mén với mấy bà ơi, em nói thiệt luôn nè, mê ly chứ mấy chị. Mê chưa? Rồi, 62.000. Cái bộ này nha, em hôm bữa em bán 70-80.000 với mấy bà ơi nha. Rồi, 62.000 mấy chị, bộ tím. Trời ơi, siêu dễ thương luôn. Siêu dễ thương giùm em luôn nha mấy bà nha. Nè vải mấy chị ơi, ghiền chưa? Vải đẹp lắm luôn nha. Nguyên một cái cây này là hàng vải tờ đủ shop á mấy chị, đẹp lắm. Rồi 62.000 mấy chị ơi, nhớ giùm em là cái mã kế bên nha mọi người nha. Cái mã kế bên là cái giá tiền giùm em nha. Rồi chị nào có nhãn là người chia sẻ thì em chốt đơn nhanh nhất thì em chốt cho chị đó nha. Chị cần có cái nhãn là người chia sẻ, mình comment nhanh tay nhất thì mình được bán với giá cực kỳ rẻ bèo ha. Ok chưa? Anh bán cho chị cái giá vị diệt không, mấy chị thấy em thương mấy chế dễ sợ không? Đầm chị đang mặc 69.000, đợi chút chị lên like cho gái ơi, đợi chút xíu nha. Ủa sao trong mình có 20 cái nhưng không biết xong mới không bán nữa trời. Rồi ok, đầm đang mặc còn nha chị ơi, em chưa có like luôn á chị. Em chưa có like luôn mấy chị ơi, chia sẻ livestream giùm em nha. Rồi, bộ tím hồi nãy 62.000, chúc chị Lily mà trời ơi, chị Lily mới đây vô mảnh quá, trời vô mảnh rồi. Rồi tiếp tục giùm em mấy chị ơi, một bộ dài mọi người nha. Bộ dài mấy chị ơi, nè, quần nè mấy chị rộng rãi thoải mái luôn, quần dài luôn mấy bà nha. 69.000. Đó, chị đâu? Bà ơi, bán đầu like mà giá như vậy rồi ai làm lại em mấy chị. 69.000 bộ xanh. Cái quần là in full nè mọi người nè. Áo là hàng thêu luôn. Áo là hàng thêu nha, chất là thun cút tông 100%. Rồi, 69.000 giùm em. À, lấy chốt em liền ha. Bộ xanh 69. Dạ, đầm em đang mặc em có bán nha mấy chị. Đầm em đang mặc em có bán. Đùi 19.000 lấy chốt cho Nhi Dâu rồi nha. Rồi, ai lấy bộ xanh chốt cho em luôn. Bộ xanh 69.000. Em săn sale và xong. Hình cho bà bán đắt, cảm ơn bà. Dạ đợi em tí xíu nha mấy chị ơi, đợi em tí xíu nha mấy chị. Mấy chị bình tĩnh đi, cái đầu đang mặc em đợi em tí xíu nha mấy bà ơi, ngày mai em chờ thêm. Chỗ bên em đi sụn mới ra da em có như vậy vậy trời. Chết em rồi. Rồi bộ tím mấy chị ơi. Bộ tím mấy chị. Trời ơi xuất sắc luôn mấy chị ơi. Đó. Mẫu này giùm em ha mấy bà ha. Hàng này hàng Thái nha mấy chị nè. 42.000 bộ tím. 42.000 Mickey tím nha mọi người. 42.000. Đó, em lên cho mấy chị mà mấy mã đầu like giá rẻ bèo cho mấy chị đẹp của mình luôn á. Rồi em lên đạo em đang mặc luôn cho, đợi em xíu nha. Rồi 42 nha mọi người ơi, chúc em mã 42 nha. Đó, cái mã là cái giá tiền luôn cho mấy chị á, cái mã là cái giá tiền luôn nha mấy chị ơi. Cái bộ này mấy chị nè, siêu phẩm nè. Cái bộ này là cái bộ siêu phẩm nhà em luôn nè mấy chị nè. Gái này là gọi điện không nghe máy nè mấy chị, gọi điện không nghe máy mua hàng được rồi mà gọi điện không nghe máy. Rồi, bộ 2 dây ai nhanh tay thì có chị nha, bán giá chị rất là bèo luôn, thật sự là em không có hàng bán. Nhưng mà cái like, em lên đầu like lúc nào em cũng bán với chị giá rất là bèo luôn ha mọi người ha. Rồi, chị nào lấy chốt giùm em liền luôn ha. 45.000. Trời ơi, ai mà lấy bộ mua được cái bộ này là vô mánh luôn. Cái màu cam dễ thương luôn. Màu cam sữa ngọt luôn. 45.000. Set 45. Set 45 nha mấy chị nha. Chốt em liền mã set 45 kèm số điện thoại liền ha. Quá đẹp luôn. Nhớ giùm em nha mấy chị nha. Chị cần có nhãn là người chia sẻ thì mấy chị được mua hàng với giá cực kỳ rẻ bèo giùm em nha. Nhanh tay thì mình có đơn nha mọi người, nhanh tay là mình có đơn giùm em luôn nha. Rồi
đẹp lắm, hàng Hà Lộc đẹp luôn á nha. Rồi ai lấy màu nào mình chốt màu kèm số em. Chị Hạnh Ly có chia sẻ chưa? Ok, chị Hạnh Ly là người chia sẻ nè, em chốt chị Hạnh Ly luôn. Dạ mấy chị nào mà ngày hôm qua mua một cái áo khoác, một cái bộ đồ bông á, mấy chị ơi hôm nay mình vô mình dồn đơn giùm em nha. Không biết hồi sớm em có gọi điện chưa nữa, biết là bên em gọi điện kịp cho mấy chị chưa nữa. Rồi ok chưa, chị nào lấy cái nào thì cứ chốt lại giùm em ha mọi người ha. Rồi bắt đầu em lên cái mẫu em đang mặc cho mấy chị luôn. Dạ đầm em đang mặc, mấy chị coi cái form cái dáng giùm em ha mọi người ha. Trời ơi về ít quá mấy chị ơi nè, đây bên trong nó có lót giùm em nha mọi người nha. Đầm em đang mang bông rất đẹp, bông cực kỳ đẹp, bông nào cũng xinh hết trơn á. Chị Ly Ly ơi, cái này em không có xanh chị Ly Ly ơi, em có hồng mà chị Ly Ly, em có hồng mà nha, em không có xanh chị Ly Ly, đổi lại màu giùm em nha. Rồi em giúp chị Ly Ly nè, 69.000 một cái đầm em đang mặc thôi mấy chị, rất là rẻ luôn, phải là xinh xỉu giùm em nha mọi người nha. Dạ em đang mặc đó là cái đầm nha mấy chị ơi, em đang mặc là một cái đầm luôn, chỉ có giá 69.000 một cái thôi nha mọi người nha. Ai chia sẻ livestream có nhẹ là người chia sẻ em chốt nhanh liền luôn. Em có màu mấy chị, em có màu hồng nè, cái này mấy chị chốt em đang mặc màu hồng nè, mấy chị chốt em là màu cam nè, màu hồng màu cam nha. Rồi màu đen giùm em nè, hồng cam đen nè, màu này là màu da nha mấy chị nha, hồng cam đen da vàng bò nè mấy chị, màu đỏ luôn, rất là đẹp nha mấy chị nha. Màu kèm số điện thoại giùm em nha mấy chị ơi, rất là sang cho mọi người luôn ha mấy chị ha. Rồi ok, chị Harry Lê nè, chị Mỹ Văn hả, chị Mỹ Văn một đầm, chị Harry Lê một đầm đang mặc luôn nè. Ok chế nè, 69.000 một đầm nha mọi người nha, 69.000 giùm em nha. Rồi sale xong rồi à, vừa ra mở cửa mà đã xong rồi, còn nhiều lắm, lát thôi em sale ơi, em sale dồn nha mấy chị cho yên tâm nha. Rồi chị Phúc Subin Harry Lê lên số điện thoại giùm em luôn nè. Chị Phúc Subin một hồng em đang mang nè, một hồng em đang mang, rồi em hết hồng đang mang, chị ơi đổi màu giùm em nha mọi người nha, đổi màu giùm em. Dạ cái này em về nhiều màu lắm mấy chị. Một chị Mỹ Văn thêm một cái màu hồng, màu đen nè, ok cho chị Mỹ Văn nè. Dạ mấy chị cứ chốt màu kèm số giùm em nha, cho em xem bộ ngủ lại mới vô. Mỹ Hà ơi hàng sale qua rồi bà ơi, bà lát rồi bà đợi em tí xíu nha. Rồi mấy chị chốt giùm em nha mọi người nha, siêu dễ thương, em thật sự là siêu dễ thương với bà luôn. Màu kèm số điện thoại giùm em liền tay mọi người, màu kèm số điện thoại giùm em nha. Rồi vàng bò đen ba màu cho chị Mai Thảo, vàng bò nè, vàng bò với đen là hai màu cho chị Mai Thảo em chốt nè. Lên màu kèm số điện thoại giùm em nha mọi người nha, lên màu kèm số điện thoại giùm em liền nha. Rồi rất là đẹp mấy chị ơi. Dạ bộ hai cho em hết rồi nha chị Lai Ngô ơi. Rồi cho Hạnh lên lấy đủ màu mấy chị ơi, nhớ giùm em nha mọi người nha, màu kèm số điện thoại giùm em là có đơn cho mấy chị nha. Giá đầm là 69.000 mấy chị, 69.000 nha. Bé bầu lấy cam là hết nè, Hồng đang mặc bé bầu lấy cam, ok cho bé bầu luôn, rất là dễ thương mấy chị ơi, thiệt luôn á. Có 69.000 mấy chị. Dâu tay một vàng bò, em chúc cho dâu tay một vàng bò nè. Vậy là bây giờ em còn màu da, em còn màu da nha, em còn màu da mấy chị ơi. Màu em đang mặc là màu hồng, màu là hồng, màu hồng hết rồi. Vậy là em còn được 3-4 màu nha mọi người nha, em còn được 3 màu. 69.000 một đầm mà mấy chị, quá rẻ luôn ha. Trời ơi hàng nhà em này mấy thiệt, mấy chị mua ở nhà em à, mà em thiệt không rẻ nữa thì không ai rẻ bằng em nha mấy bà nha. Màu đỏ luôn, sang xỉu cho em nha mấy chị, sang xỉu cho em luôn. Dạ đầm em đang mặc chỉ có 69.000 một cái thôi mấy chị ơi, mua hai cái về mang đi mấy chị, form này dễ mang cực kỳ luôn. Em đang mặc thì em hết rồi nha, em đang mặc là em hết rồi nha mấy chị ơi. Rồi bây giờ hiện tại em còn màu như thế này nè mấy chị ơi, mấy chị vào sau nè mấy chị ơi. Đây mấy chị vào sau nè ha, em lên lại em nói lại một lần nữa cho mấy chị vào sau nha. Dạ đầm em đang mặc giá là 69.000 ha, form này nhà em là 58kg độ về, mấy chị mặc đẹp nha. Tay của nó là tặng tay ống bí luôn, rất là dễ thương luôn nha. Rồi chốt giùm em màu kèm số điện thoại luôn, màu đen nè, xinh quá à. Cỏ hồng đang mặc nè, hè chị ai ai comment trước, chị là Phúc Sư Minh không có hào đầm đang mặc, Phúc Sư Minh không có đầm đang mặc nha chị ơi, đang mặc em hết màu đang mặc rồi mấy chị. Hiện tại bây giờ em còn màu đen, Yến mà lấy màu gì mày comment màu đi Yến ơi. Em có màu đen mấy chị ơi, màu da cho mọi người nha, màu nào cũng xinh hết trơn mấy chị ơi. Màu đó màu cam á, cái này là màu hồng đào mấy chị, nhưng mà em chốt là màu cam cho nó dễ nha mọi người nha. Cái này là màu hồng đào nè, mà em chốt màu cam cho nó dễ nha mấy chị, để nó khỏi lộn với cái màu này cho mọi người nha. Rồi màu này là màu đỏ giùm em đó, ai lấy màu nào mình cứ chốt màu giùm em luôn nha. Dạ chưa mấy chị ơi. Rồi chị Thu Trương em chốt một đầm đen cho chị Thu Trương nè. Dạ đầm em đang mang 69.000 nha mấy chị, rẻ lắm luôn, em nói thật sự luôn, không có ai mà lại em luôn á. Em thiệt đầm này không ai lại em luôn á, bà ơi rẻ đẹp xỉu giùm em luôn nha mấy bà chị nha. Rồi cam chị Mỹ Khánh nha, cái bên chị Mỹ Khánh nè, chị kêu đang mang của em á, Phúc Subin hết rồi gái ơi, đổi màu giùm chị ơi, đổi màu giùm chị đi, ngày mai nếu chị có về thì chị chùa đó nha. Phù Dung kêu không ai gọi điện thoại chút đơn hết, Phù Dung
ta? Hả? Phù dung, giấy hóa đơn mà trên chưa 70.000 là em muốn gọi điện chút đó. À, chị Phù Dung ơi, em điện có một lần thôi chị, là em dồn đơn đi chung một đơn cho chị luôn rồi đó. Em dồn đơn đi chung luôn một đơn cho chị rồi nha. Yến hết màu đen rồi, Yến đổi màu Yến ơi, đổi màu giùm em đi. Đổi màu mấy chị ơi, rồi em còn màu nữa mấy chị. Màu hồng đào mấy chị chốt em, màu cam được, hồng đào gì cũng được nha, màu da. Rồi bây giờ em lên màu cho mấy chị coi nha, màu nó mặc hết rồi mấy chị. Màu nó mang hết rồi, hồng cánh sen hết rồi mấy chị ơi. Hồng cánh sen này nó là quá hot luôn mấy chị, quá hot luôn rồi. Rồi bây giờ em lên màu này nha, đẹp quá à. Đẹp quá mấy chị. Chị Mỹ Văn đây có rồi á. Trời ơi. Dạ đúng rồi. Nhà em siêu rẻ mấy chị. Dễ thương chưa? Trời ơi, nói thiệt luôn, màu nào cũng yêu luôn á. Trời ơi, thiệt, nhanh tay lẹ chân vài bữa nữa em về thuê mấy chị. Hàng đang về mấy chị ơi. Bên xưởng ta chia cho em trước, em bán trước với bà chế 1-2 mẫu á. Chứ mấy bữa nữa em còn về thêm nữa nên cứ yên tâm giùm em nha. Dạ rồi đây. Còn như này màu mấy chị. Ủa đẹp quá rồi, mấy thiệt luôn á. Trời, cái màu cam sữa này cưng quá à. Cái này muốn nó dạng như là hồng đào mấy chị nha. Nhẹ nhàng cho mấy bà luôn, nhẹ nhàng giùm em luôn nha. Rồi, màu đang mặc là cho Yến nè. Yến nè. Rồi ok nè ha, bây giờ hiện tại còn có 3-4 cái là em hết hàng mấy chị. 3-4 cái là hết hàng rồi. Trời ơi, nhanh tay chốt lẹ tay giùm em luôn mấy bà ơi nè, màu đỏ nè. Trời ơi, màu đỏ mấy chị, con có hoa văn trên cổ nè, sang quá trời quá đất luôn. Đây. Đẹp quá à. Có 69.000 một tầng thôi nha mấy chị nha. Ok, bà Lila em nhận được tiền rồi nha. Rồi chế nào lấy màu nào mình chốt màu kèm sổ giùm em liền nha mọi người nha. Đầm em đang mang giá 69.000 một cả mấy chị, rất là rẻ luôn và đang rất là hot nha mọi người nha. Hot xỉu luôn nha mọi người. Trời ơi, chốt liền tay lẹ chân giùm em liền. Nâu với hồng hả? Trời đất ơi. Được vậy luôn hả? Con ni ni. Rồi ok. À, chị cho em đi đơn em chưa Nhung Tuyết? Nhung Tuyết đi đơn chưa? Chắc chưa quá à. Nhung Tuyết chưa đi. Nhung Tuyết ơi, lấy cái gì chốt giùm em luôn Nhung Tuyết. Rồi em còn hai cái màu. Còn hai cái hai màu. Trời ơi, nó đẹp quá trời, đẹp xỉu luôn á mấy bà. Trời ơi trời. Còn để lại cho tôi hai cái vậy luôn á hả? Thiệt vậy luôn á hả? Thiệt tình vậy luôn á hả? Chu cha. Trời ơi, đầm lên nãy giờ dằn giật như điên luôn. Bây giờ còn lại hai cái không tin luôn. Má ơi, cái đầm này đẹp xỉu nha mấy bà chế nha. Nhìn kỹ hàng giùm em nha mấy bà. Trời ơi, xuất sắc ghê không? Má ơi, nó đẹp mê ly luôn á bà ơi. Màu kèm sổ giùm em luôn nè. Rồi em còn hai màu nha mấy bà nha. Màu hồng và lại màu đỏ luôn. Quá đẹp. Cam với đỏ giùm em làm hết. Cái hồng nãy chốt cho ai vậy chị? Hả? Cái đó của ai? Phúc Su Bên. Trời ơi, vậy sao lọt lại cái đó đầm đỏ vậy? Phúc Su Bên có đầm hồng nha chị ơi. Em nói em ra phí là đủ mà anh thiệt luôn á. Em quăng hồi nào? Em quăng sao quăng sau được? Cho nó màu hồng hết trước. Phúc Su Bin có hồng, Phúc Su Bin ơi lên xin thoại giùm em nha. Cái gì á trời, quăng qua cho anh rồi mạnh lẹ. Cái gì thiệt luôn á. Ok, Phúc Su Bin có nha chị ơi. Phúc Su Bin có nha chị. Em đọc em quăng em là em đủ hàng mà tự nhiên à. Phúc Su Bin lên lại xin thoại giùm em liền nha gái. Rồi ok nè. Anh đừng có nhau mày, anh làm sai rồi anh đừng có trâu mày hết trơn á. Rồi ok, lên màu giùm em lại nha. Rồi còn hai cái hai màu. Ai lại chốt luôn mấy bà ơi. Ê nó nghe nè. Trời ơi, được chiều lại cho em hai cái luôn hả? Được chiều lại cho em hai cái mẫu này luôn hả trời? Xỉu thiệt á. Đẹp xuất sắc luôn mà chiều lại cho em được hai cái gì luôn hả mấy bà? Chết luôn. Rồi luôn. Ai lấy hồng nào mình chốt màu giùm em nha mấy chị, em còn hai màu á. Em còn hai màu mấy chị ơi. Rồi em lên bộ nè. Bộ nhiều lắm chị. Bộ với áo nhiều lắm. Trời, áo cặp này, áo cặp đẹp quá à. Gì? Chị ơi shop, cái đó số điện thoại của shipper gọi chị gọi lại cho shipper giùm em đi chị. Chị gọi lại shipper giùm em nha. Zoom đã tí xíu thôi, để em coi zoom 5 phút nào thôi mấy bạn. Để em xíu coi zoom 5 phút nào là cho phun khỏe. Em lên cái bộ búp bê rì cho mấy chị cái đã nè. Em lên cái bộ búp bê rì cái đã. Hôm nay có mẫu tiểu thư dễ thương á. Hôm nay có bộ tiểu thư dễ thương á mấy chị ơi. Rồi em lên bộ búp bê rì. Búp bê rì mấy chị ơi xuất sắc luôn. Rồi quá đẹp luôn. Váy đỏ. Váy đỏ trên đi chị. Bộ mẫu trên rồi nè.
Có một cái em. Mẹ có một cái nè, còn còn hai cái hàng cái gì à? 129.000 à bé. 129.000 lấy cho chị nha, còn đúng có một cái một con ơi. Cái hai cái gì á chị hết luôn rồi sao á. Rồi mấy chị, em lên bộ burberry nha mấy bà trẻ luôn nè. Xong rồi em lên áo mấy chị ơi, trời ơi, áo nhiều lắm mấy chị. Rồi. À, chị là sao rồi, là rốt cuộc là sao, bên em gửi hàng chị rồi đó. Chị coi chị canh điện thoại chị nghe máy giùm em nha. Rồi mấy chị ơi, xuất sắc luôn mấy chị. 55.000 bộ à. Bộ burberry giùm em mấy chị ơi, quần đùi nha mọi người nha. Quần đùi luôn có 55.000 bộ mấy chị, xị mẫu này 42. Lẻ mẫu này kem 55.000 một bộ ha. Trời ơi dễ thương lắm mấy chị, nguyên vàng chữ burberry nè. Rồi cái quần này burberry giùm em luôn nha. Rồi bộ này bên em có 3 màu. 129.000 cái đầm đầm baby doll hồi nãy nha mấy gái nha. Đầm đỏ hồi nãy là 129.000 một cái giùm em mấy gái, đẹp lắm nha. Dạ không chị, em còn có màu đỏ mấy chị, 129.000. Trời ơi form bự đẹp luôn mấy chị, yên tâm luôn á. Rồi ok ha. Em bao mặt luôn, cái đó form nó 60-70kg giờ bao mặt hết trơn á là ơi. Rồi bộ burberry giùm em. Cái là bộ đùi cho mọi người nha. Ai lấy màu nào mình chốt màu giùm em luôn. Ok Nini, Nini lấy 3 bộ nè. Bộ này burberry này em có 3 màu cho mấy chị nha mấy chị nha. Bộ này giá bao nhiêu bà chị ơi? 55.000 một bộ giùm em ha mọi người ha. Bán cái bộ này là bán vừa bán vừa tặng cho mấy chị luôn em mới thiệt. Vải là hàng Thái nha. Mặt sướng gì lắm, sướng mấy chị ơi. Màu kèm số giùm em nha mấy chị nha. Màu kèm số giùm em luôn nha mấy bà nha. Rồi, ai lấy màu nào mình chốt màu kèm số em liền luôn, có 3 màu cho mấy chị thôi. Trời ơi, vải bắt xịn luôn. Vải bắt xịn siêu siêu luôn nha mấy chị. Đó, vải siêu đẹp cho mấy chị luôn. Ai lấy màu nào mình chốt màu giùm em. Rồi nè. Ba này cho Ni nè. Bộ tím sâu lưng quần dài hay cục vậy chị? Dạ quần cục, quần đùi á chị ơi, bộ bông gòn á chị. Bộ bông gòn này hot hot đó, 115.000 một set giùm em thôi à. Chị Thảo baby, tuần này đi đơn cho em nha. Trời ơi, hối hoài luôn á. Chu đi lẹ hối hoài, không có lên gặp em lẹ hối đó nghe. Biểu sao mà chen hối hoài. Chu đi đơn là em còn gặp em còn hối đó nghe. Đầm chị mặc còn, còn cái đang mặc cái là cái màu đỏ nè. Đầm đang mặc còn cái này mới là cái màu đỏ luôn nha. Dễ thương lắm, 69.000 à bà ơi. Rồi ok, ai lấy chốt em luôn. Đó. Dạ rồi ok. Rồi thêm hai chẵn nè, hai đen nè, một chẵn phong, một đen nữa nè. Rồi ok nè, lên màu kèm số giùm em nha cả nhà ơi. Bộ này đẹp lắm mấy chị, đầm chị mặc còn. Bộ đó bao nhiêu? À, bộ này giùm em là 55.000 nha. Cũng hỏi bộ tím hồi tối nữa. Ừ, cái bộ đó rồi. Trời ơi mấy bà là dễ thương nha. Cũng hỏi bộ tím hồi tối nữa. Cái bộ đó là em treo là hỏi hoài. Hỏi hoài mấy chị ơi. Ai cũng chưa hỏi. Hỏi xong rồi đi ra. Em nói thiệt luôn, quá chị ghẻ. Quá chị ghẻ luôn mấy chị. Nè, có 115 hả? Có 115.000 bộ mấy chị nè. Bông gòn nổi luôn, rất là sang luôn, còn có túi nữa mấy chị. Đó, ok chị Quỳnh Giao lấy một đầu đang mặc. Đang chốt chị Quỳnh Giao nè. Màu kèm sổ giùm em nha mọi người ơi. Rồi em cũng bên rồi mấy chị đây nè. Dễ thương lắm. Thanh Thanh đầm chị đang mặc hết rồi Thanh Thanh ơi. Chị còn màu đỏ Thanh Thanh ơi. 60kg vừa không? Dạ vừa nha chị. Bộ em đang lên là 60kg vừa nha cả nhà nha. Rồi em nói lại cái bộ đang mặc mấy chị ơi. Dạ đây mấy chị, bộ burberry siêu hot luôn đây nha mọi người. Quần là quần đùi giùm em nha mọi người, quần đùi nè, chất co giãn thoải mái cho mấy chị luôn nè, mặc dễ thương lắm luôn nha mấy bà nha. Còn có 55.000 bộ giùm em thôi mấy chị ơi. 55.000 bộ mấy chị, quá rẻ luôn nha mọi người nha, hàng Thái luôn, xịn sò cho mấy bà trẻ luôn nha. Rồi em có màu nu nè, màu trắng màu đen nha mọi người nha, nu trắng đen ba màu giùm em thôi. Trời ơi dễ thương lắm luôn mấy chị, dễ cưng lắm luôn. Áo sơ mi tiểu thư tay phòng chị chú lên tiểu thư áo gì, áo hiền hồ đúng không, áo hiền hồ chú lên. Rồi xíu đem live em lên liền nha. Rồi đây mấy chị ơi, trời ơi quá dễ thương chưa mấy bà, màu kèm số giùm em liền luôn, có 3 màu cho mấy chị nha. Dạ rồi, dạ rồi đúng rồi chị, đơn hồi tối là dồn đi hết rồi đó chị Thắm ơi. Đơn hồi tối là dồn đi hết cho chị rồi đó. Em chốt cho chị Ngọc Nguyệt bộ nu nè, chốt chị Ngọc Nguyệt bộ nu em ok nè. Màu kèm số điện thoại giùm em, Ngọc Nguyệt bộ nu nè, chốt cho chị chưa che. Em chốt rồi đó chị, của chị là 10 bộ đó chị Thảo baby, của chị là 10 bộ, màu 2 thêm 2 đen 2 trắng đó. Cô chị là 10 bộ đó chứ. Rồi lên màu giùm em 55.000 một bộ cho mọi người nha. 55.000 một bộ burberry giùm em thôi. Rất là rẻ mà rất là đẹp giùm em luôn các bà nha. Rồi em lên lại một lần nữa cho mấy chị nè. Bộ này bao dễ thương luôn nha. Rồi. Dạ rồi em chốt với chị 10 bộ đó chị ơi. Úc chị Quỳnh Úc Lùng nè, lấy một bộ màu đen nè. Quỳnh Úc Lùng lấy một bộ màu đen nè. Rồi em còn đen trắng nâu. Có quần jean không chị? Dạ em có quần jean big ghi nha. Hàng không có giãn. Quần jean big ghi hàng không có giãn nha gái ơi. Hàng đẹp lắm, đợi em xíu đem lên cho coi. Rồi đây, lên lại cái nữa nè, màu đen còn bộ nha. Màu đen còn một bộ giùm em luôn nha. Rồi ok, chị Quỳnh Úc Lùng lên xin thoại giùm em luôn. Quyên hay Quỳnh, Quỳnh, chị Quỳnh, chị Quỳnh lên xin thoại Quỳnh ơi. Rồi ok nha, em lên màu lại lần nữa, em qua mẫu luôn đây.
Trời ơi, hôm nay thật sự là tại gọi là lần sau không nè. Giá như vậy ta ơi, rẻ xỉu luôn nha. Rẻ xỉu luôn, 85.000. Hàng đuôi cá ôm sát body có mút ngực bên trong chuẩn xốp luôn hai lớp. Đẹp lắm luôn cái đầm này nha mấy bà nha. Mặt ôm sát body lên form rất là sang. Rồi, ai lấy thì chốt giùm em 58 cái trở lại mặt đẹp nè, đầm nè. Rồi ok chưa? Bây giờ em lên lại cái mã này. Thêm hai chẵn nữa chế. Rồi ok nè. Rồi bây giờ em lên màu lần nữa nha, em hết rồi đó. Cái form này nhà em là 58 cái trở lại mặt đẹp mấy chị ơi, 58 60 kg độ lại mặt đẹp giùm em. Hàng này hàng Thái mấy chị ơi, form to lắm, mặt sướng lắm. Rồi ok chưa? Bộ bubble rồi nha. Nó like nhanh nhanh cái bộ này, xem đây bộ này like chậm dữ ta. Hôm nay em like qua lâu qua mẫu vậy ta. Màu nu cho bé bầu, ok cho bé bầu nè. Các bạn mua ủng hộ cho em bộ này cho hết chứ bà. Em lấy cái đầm đỏ luôn nha. Dồn đơn, ngang ngố đầm đỏ nào vậy? Đầm đỏ. Chị ngang ngố lấy đầm đỏ 69.000 hay lấy đầm đỏ 129 comment lại giùm em nha. Lấy đầm đỏ nào comment lại giùm em. Ok chưa? Rồi bộ này bên em còn được 3 màu nu trắng đen là hết. Nu trắng đen là em hết nha, rất là dễ thương luôn nè. Trời ơi, có 55.000 bộ mấy chị ơi, màu kèm sổ cho em nha mọi người nha. Rồi em qua mẫu em lên áo cho mấy chị đây. Áo em nhiều lắm mấy chị. Hôm nay em lên cái mã áo cặp với bà nè. Trời dễ thương quá. Bao nhiêu vậy? Dạ sĩ 42.55 mà chế. Bộ này rẻ đẹp luôn, màu kèm sổ của em nha. Ba màu mấy chị ơi. Màu đen, màu trắng và lại màu nu nè. 55.000 bộ mấy chị ơi. Hàng vô bịch đục luôn, xinh xịn lắm luôn á. Rồi. Đầm nhúng vàng. Mới xe máy hồ, ok chị Nga ngố nè, cho bà comment đầm đỏ. Đã đầm đó, trời ơi bởi em ngáo đá thiệt. Em ngốc, em thật sự ngốc. Rồi lại một xíu 85.000 đúng không? Rồi ok, Nga ngố đi đầm 85. Em ngốc vãi đấy. Ok, bộ nuôi chị Thanh Hương. Ok. Rồi, Huỳnh Ngân, chị Huỳnh Ngân lấy 4 nhiều trắng. Chị Huỳnh Ngân lấy 1, 2, 3, 4 nhiều trắng. Rồi ok, rồi em còn bộ trắng cuối cùng á chị. Còn một bộ trắng cuối cùng. Facebook post tương tác dạ. Bộ nu em hết rồi chị Thanh Hương, có chưa? Có Thanh Hương bộ nu chưa? Hết bộ nu chị Hương ơi, chị Hương. Thanh Hương em hết nu, em còn trắng thương Thanh Hương ơi. Đổi trắng giùm em đi nha. Trời ơi, còn một bộ trắng cuối cùng. À Thanh Hương có nu rồi. Thanh Hương có nu rồi Thanh Hương ơi. Rồi em còn bộ trắng ai lấy giùm em luôn. Đầm chị mặt còn có cái đỏ rồi em ơi, hết luôn rồi bé. Còn đúng cái đỏ duy nhất hết hàng luôn. Nè chị Hình Ngân cứu vớt cuộc đời em, bộ trắng luôn nè, hết hàng luôn. Đầm chị mặt còn cái duy nhất luôn, màu đỏ dễ thương xỉu luôn, có 69.000 à. Rồi tiếp tục qua mẫu giùm em luôn. Em lên biết chưa, cái mã này cái bà là đẹp lắm. Rồi chị Phù Dung bên em còn một. À chị Phù Dung ơi, à, chị có hàng bên em một cái áo khoác là một cái đồ bộ gì đó chị Phù Dung. Chị Phù Dung lựa đi, ngày mai em gọi điện chốt đơn cho chị Phù Dung nha, ngày mai gọi điện chốt đơn cho chị nha. Nè cái này của Phương Huệ nè. Em lên áo cặp mấy chị ơi. Trời ơi, thời điểm nào mà áo cặp rồi ai làm lại. Trời dễ thương lắm. Đầm đỏ Trúc Mai 69 luôn nè. Ok Trúc Mai lấy đầm đỏ 69 nè, đẹp lắm luôn nè mấy chị ơi. Ủa cái này đẹp lắm nha mấy chị nha. Thôi cái này mua một mà được hai luôn mấy chị. Mua một và được hai luôn, 55.000 một cái. Đây mấy chị, một cái áo 2 dây bên trong hồi 10 ha. Thêm một cái áo khoác bên ngoài cho em nữa mấy chị. Đây, nguyên một cặp này cho em luôn mấy bà ơi, giá bao nhiêu mấy chị yêu. Giá bao nhiêu mấy bà ơi, rẻ bèo luôn, 55.000 em có màu. Em lên màu sao, em lên form cho coi. Trắng, đen, hồng, xanh và nu. Rồi lên form mấy chị ơi. Lên form, dễ thương vô cùng. Ừ. Có mấy hoa thì dâu tay ơi, có hoa luôn. Cái gì cũng có hết trơn rồi. Đậm hả? Đắt lắm. Rồi màu kem sổ giùm em nè. Đây là cái form với bà gái coi nè. Trời ơi, áo cặp là siêu hot mấy chị ơi. Ok. Em nói cái này là chế bút một, bà chế được hai, bà chế không tin em. Trời ơi, dễ thương lắm luôn. Xanh chị Quỳnh Chi em ok nè. Đó, cái này bà chế mặc chung chân váy dễ thương hơn. Này mặc chung chân váy cưng hơn, đợi đợi chút xíu. Em lên chân váy dễ cưng hơn mấy bà. Lên quần jean nó không có được ok bạn, lên chân váy đâu đợi, xem lên chân váy cho. Ủa này mặc chân váy dễ thương xỉu luôn á.
chân máy em mới về thêm nha mọi người nha. Bộ bây giờ đùi lên rồi bà Nguyễn Nguyễn ơi, bộ bây giờ đùi em lên rồi. Trời ơi, em nói thiệt luôn mấy bà ơi, đúng dễ thương luôn. Đúng dễ thương luôn nè, xem nè. Cưng chưa? Nguyên một cặp áo giùm em cho mọi người nha, có 55 ngàn cái thôi mấy chị. Chị Quỳnh Chi một áo xanh em chúc chị Quỳnh Chi nè. Lên màu kèm số điện thoại giùm em mấy chị ơi, màu kèm số điện thoại giùm em ha mọi người ha. Nè mấy chị ơi, cái chất vải nè mấy chị ơi, 58 kg trở lại mấy chị mặc đẹp giùm em luôn ha mọi người ha. Trời ơi, sỉ 42.55 ngàn à mấy bà ơi, đẹp ghê luôn nè mấy bà, có cái chất nè. Trời ơi mấy thiệt luôn mấy chị. Bên trong là áo ba lỗ hai dây ngược cho mọi người nha, chứ mà hàng hai dây rẻ tiền đó mấy chị ơi. Em nói thiệt luôn á, bình thường em bán một cái áo bình thường vậy không mấy chị cũng đã 40.000, 45.000 rồi. Mà mấy chị mua nguyên cặp này luôn có 55.000, thêm có 10.000 được tặng luôn cái áo khoác. Thêm có 10.000 mấy chị được tặng luôn cái áo khoác là quá rẻ luôn mấy bà ơi, màu kèm sổ giùm em liền nha. Ok ha. Rồi hạnh ly đấy trắng xanh hai màu này mới thiệt rẻ ghê luôn á trời. Vải đẹp lắm mấy chị. Chân váy còn, chân váy 65.000 một cái chân váy giùm em ha mọi người ha. Màu dễ thương vô cùng luôn, trắng đen hồng với lại một nu giùm em. Trắng đen hồng nu. Ok, hạnh lên một cái chân váy nè. Chân váy này nhà em có size mấy chị ơi, SML ơi mọi người nha. Xanh đang mặc cho bé bầu nè. Cho em áo xanh cho Nguyễn Ân nè. Nguyễn Ân xanh nè. Ok nè. Xanh đang mặc cho bé bầu nè. Ok bé bầu nè. Lên màu giùm em mấy bà ơi, màu kèm số. Áo đen cho Candy Nguyễn nè. Màu nào cũng cưng mấy bà, màu nào cũng dễ thương hết trơn, màu hồng lên bánh bèo lắm. Rồi ok. Có chân vải nha chứ ơi, ba size SML giùm em nha mọi người nha. Băng thanh áo xanh đang mặc luôn. Chị Phương Nguyễn ơi, có áo nu hết xanh nha Phương Nguyễn nha. Có áo nu hết xanh cho Phương Nguyễn luôn. Chân váy đen hôm qua em có không chị? Ủa cái gì vậy? Chân váy đen này mẫu khác mà ta. Xanh em hết nha cả nhà ơi, xanh em hết luôn, xanh em hết nha. Ngô Tuyền lấy nu nè. Ngô Tuyền áo nu em chốt cho Ngô Tuyền nè. Rồi ok nè. Rồi em hết áo nu mấy chị, em hết áo nu nha mọi người nha. Rồi Ngô Tuyền em hết áo, Ngô Tuyền có áo nu nè. Em hết áo nu mấy chị, bây giờ em còn trắng, còn đen và còn hồng thôi. Trắng đen và hồng giùm em nha mọi người nha. Cái này là nguyên một cái cặp áo cặp giùm em luôn đó mấy chị. Nu em hết rồi mấy bà ơi. Trời ơi màu hồng này bánh bèo xỉu luôn mấy bà ơi. Nè, coi màu hồng giùm em đi mấy chị ơi, siêu cute luôn. Siêu cute giùm em luôn nha. Ngọc Nhi. Ngọc Nhi có nu. Cái gì? Cái gì? Phương Nguyễn là lẻ. Em hết áo xanh mấy chị ơi, đổi màu giùm em đi. Bây giờ em còn trắng mấy chị, còn trắng, còn hồng và còn đen nha mọi người nha. Còn có ba màu mấy chị ơi. Có chân váy khác không chị? Có, em có đăng hình á. Em có đăng hình á chị Hân Hân ơi. Bên em về tới ba mẫu chân váy cho mấy chị. Bên em về tới ba mẫu chân váy cho mấy chị lận mà. Rồi em còn màu hồng nha mọi người nha. Ai lấy hồng chút hồng giùm em luôn. Trời cái hồng này dễ thương xỉu luôn trời. Đây mấy chị ơi, màu kèm sổ giùm em nha cả nhà nha. Rất là đẹp luôn mấy bà ơi. Cưng quá à. Đó. Bao xinh cho mấy chị luôn nha. Rồi ok, Hân Hân lấy đen. Đen nha cho Hân Hân. Ok nè, áo cặp giùm em cho mọi người nha. Nguyên một cặp luôn mấy chị ơi, quá rẻ luôn mấy bà ơi. Có 55 ngàn mấy chị, 55 nghìn nha. Rồi chân váy đen sẽ ép cho mi mũi mũi nè. Mấy chị ơi, ai lấy chân váy cứ chốt chân váy giùm em cho mọi người nha. Ủa đẹp lắm, mấy chị cứ yên tâm luôn. Ai? Hân Hân lấy số điện thoại giùm em. Ngọc Nhi đen. Mây mũi có rồi. Áo đen ý nha, chốt cho bà Hân Hân rồi. Áo đen chốt rồi, Ngọc Nhi áo đen nè. Ngọc Nhi áo đen chốt cho Ngọc Nhi nè. Ngon Tiền lên xứng thoại giùm em nè. Chân váy 65 ngàn giùm em nha. Ok, dâu tay đẩy xíu chị lên liền. Cho em một ri chân váy nha, Vũ Thùy Trang. Ok, Vũ Thùy Trang ri chân váy nè. Vũ Thùy Trang một ri chân váy. Chân váy em hết rồi sao mày ơi. Chân váy này hết rồi. Ê nó nghe là còn chân váy 2 tầng rồi con Vũ Thùy Trang ơi. Lấy chân váy 2 tầng đi. Nè, lấy chân váy 2 tầng đi, giá cũng vậy luôn nè. Chân váy 2 tầng nè cũng có size cho mấy chị luôn, SML luôn mấy chị. Chân váy 2 tầng cũng có size giùm em luôn nha. Vũ Thùy Trang lấy chân váy 2 tầng được không? Còn chân váy 2 tầng không à. Đây cọc ri bà ơi, đây cọc ri màu đen nè. Vũ Thị Trang nè, hên quá. Rồi ok, Vũ Thị Trang cọc ri đen nè. Ok. Rồi. Chân váy này còn đen, chân váy 2 tầng, chân váy 2 tầng quá ghê.
Ok, cho em áo hồng cho Nguyễn Ân. Ok, Nguyễn Ân áo hồng nè, 65.000 ca, 55.000 áo giùm em nha mấy chị. Ngọc Nhi áo đen nè, Ngọc Nhi áo đen nè, ok nè. Ngang ngó áo hồng nè, 55.000 mấy chị ơi. Hân Hân áo đen có rồi nè. Rồi chân váy size L cho Candy Nguyễn nè, Candy Nguyễn chân váy size L nè. Ok mấy chị, size kèm màu kèm xuyến thổ giùm em nha mấy chị ơi. Rồi ok, chốt cho em bộ đồ đen chưa? Quỳnh Úc Lùng ơi, có rồi, em chị chốt cho em rồi đó bé. Lên xuyến thổ giùm chị chưa? Áo trắng nó si phạm nè. Chị lên quần ống rộng chưa? Chị chú lên. Ok, chị chốt cho em cái mẫu kia rồi đó bé. Rồi, ai lấy áo một chút áo giùm em mấy chị ơi. Áo hai, áo cặp giùm em mọi người nha. Áo cặp cho em mấy chị ơi, dễ thương lắm, có 55.000 nè mấy chị. Nè, xinh ghê không? Trời ơi, mặc cái này đúng cưng luôn mọi người ơi nè. Si phạm đó, mua hai sản phẩm giùm em nha. Bữa hôm mà mua có một cái em xả đơn mà mới xả đơn hôm qua xong á nha, rẻ mua hai sản phẩm giùm em nha, hoặc là mua đơn trên 70.000 nha mọi người, đều đủ đơn nha mấy chị nha. Rồi ok chưa, em lên màu lại một lần nữa cho mấy chị ra ha. Áo em đang mang mấy chị ơi có 55.000 không mấy chị, là nguyên một cặp luôn, là bao gồm một cái áo trong và một cái áo ngoài cho mấy chị nữa nè, có 55.000 à, quá rẻ luôn á, quá rẻ luôn mọi người nha. Rồi ok ha, em có ba màu mấy chị, màu đen, màu hồng với lại màu trắng ha. Ai lấy màu nào mình chốt màu giùm em luôn, đen hồng với trắng là em hết luôn rồi mấy chị, đẹp quá không, thiệt luôn á, sắc ghê luôn trời. Lên quần ống rộng đi chị, ok Nguyễn Ngon này giúp chị lên liền luôn cho nè. Lên cho bà quần ống rộng luôn nè. Đây, còn ai lấy áo một chút áo giùm em luôn ha. Chân váy hot rồi sao á, chân váy còn cái M đang mặc à. Chân váy hiện tại em còn cái M đang mặc nha mọi người nha. Rồi em có cái mẫu chân váy 2 tầng mấy chị ơi, cũng giá vậy luôn, 65.000. Cái này là hàng chân váy 2 tầng nè mấy chị nè. Đó, thì cái này em bán cũng nhiều lắm mấy bà. Đó, em về chân váy 2 tầng với bà chế ha. Ai lấy chân váy 2 tầng thì chúc em chân váy 2 tầng 65.000 một cái. Ok ha. Rồi lên quần nè. Quần 99.000 nè mấy chị, rất mới về luôn, quần Huệ nè. Rồi em quăng đó. Ủa, ủa chứ sao cũng không được luôn á trời. Trời ơi, cái quần nó đẹp lắm mấy bà. Má ơi, cái quần mà dây kéo đằng trước mấy chị đang hot xỉu luôn, đang hot xỉu cho em luôn mấy chị. 99.000 à, 99.000 một cái quần nè mấy chị ơi. Hot ơi là hot luôn em mới thiệt. Hot ơi là hot luôn nha mấy bà nha. Rồi, bữa nay em về cho mấy chị có hai màu đen và màu trắng luôn. 99.000 một cái quần ống rộng giùm em nha. Trời ơi. Đợt này về cho bà chế cái này nó mấy bà muốn xỉu luôn á thiệt. Có size không chị? Có SML giùm em. Quần em có size SML. Chị Hình Ngân lấy màu gì chị Hình Ngân ơi? Có size mấy chị. Hàng này hàng Quảng Châu rồi, lúc nào có size hết trơn mấy bà chế, cứ yên tâm nha. Ba size SML giùm em luôn, dây kéo trước nè mấy chị nè, chỗ nó đẹp quá, hot cũng xỉu luôn á trời. Trắng thì chị Hình Ngân một ri trắng nè, đen size L cho Hoa Hoa nè, đẹp ghê luôn trời ơi nè mấy bà ơi. Hot lắm, hot cho mấy bà nha. Một ri trắng chị Hình Ngân nè. Ok chị Hình Ngân nè. Rồi, à, quần có size không chị? Có size nè, biết bé Hoa lấy đen L nè. Hoa lấy đen L cho Hoa nè. Đẹp quá à, thiệt luôn á. Anh biểu chưa? Hoa đen L, ri quần đen cho Vũ Thùy Trang. Ri quần đen cho Vũ Thùy Trang. Ống rộng đen cho em xin size. Đen cho Phúc Subin. Đen S cho Phúc Subin, ok gái yêu nè. Chị Minh Thu Lê Thị cho em xin size gái ơi. Minh Thu Lê Thị cho em xin cái size nha tình yêu nha. Chúng ta không biết mặc size nào bà gái. Rồi, dạ quần là 99.000 mấy chị ơi. Quần nhà em là có 99.000 cả mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn á mọi người. Siêu đẹp luôn mấy chị, hot quá chị, hot luôn á là. Cái quần này đang em có thể là đang rần rần rổ rổ luôn á mấy bà ơi. Ok chưa? S2 cá cho Dung Linh. S2 cá cho Dung Linh. Ok, một cái hai cá cho Thảo. Chị Mộc, chị Thảo bé lấy 2. 2 ri. Ok, chị đợi em xíu. Hai cá cho chị Dung Linh. Hai đi cho chị Thảo Baby. Rồi em còn nha mọi người nha, SML giùm em. Ai lấy quần size nào mình chốt size giùm em nha. Trời ơi quần đẹp lắm luôn, mấy bà cứ yên tâm giùm em luôn ha. Trời ơi đẹp quá. Đây mấy chị ơi, màu trắng và màu đen nha mọi người nha. Màu trắng màu đen giùm em. Lấy em áo khoác chị đang mặc, lấy em. Em bán là nguyên một cặp luôn nha. Chị Nguyễn Mai ơi, có 55.000 à chị. Màu hồng nè. Trung lên hai cái S. Sao còn dư cái đen được. Cái đen L cho chị Trang Tuyết có chưa? L đúng không? Cái đen L chị Trang Tuyết em in phiếu chưa? Có L chưa? Cái áo màu đen á hả? Sao kỳ vậy? Ai vậy hả? L nè cái chị Trang Tuyết nè, ok nè.
rồi, Nguyễn Hoa có rồi, lấy cho em lên với Hoa để em tí nha. Chia sẻ nhiều quá Facebook nó chặn tôi luôn rồi bà. Ok bà Phạm Phượng, bà qua đây cho tôi, bà chuyển khoản của tôi rồi hả? Bà chuyển khoản của tôi rồi hả? Vậy đợt sau, ơi đợt này bà qua đây tôi cho bà một món quà ha. Ha, bà qua đây tôi tặng cho bà cái mặt nạ nhà tôi đắp siêu đã luôn. Nên là tôi mua hàng xịn tôi đắp đó, tôi tặng cho bà cái mặt nạ. Ống rộng size L cho Minh Thu Lê Thị. Ống rộng size L cho chị Minh Thu Lê Thị nè. Ok. À, lấy cái mặt nạ trong tủ lạnh của em ra đưa cho bà qua lấy chưa? Trời, bà Phượng Phạm Phượng qua lấy hàng rồi hả? Trời ơi, vậy đơn sau đi, bà qua tôi tặng cho bà cái mặt nạ nha. Mặt nạ của em 50.000 miếng tặng đó bà. Ok, Minh Thu Lê Thị size L nè. Ok, tình yêu luôn nè. Lên bộ dập ly chưa bà ơi, chú có lên. Dạ rồi, ok chế. Đen 47kg, 1m5, ánh nắng ban mai. Ánh nắng ban mai, hôm qua em có nhận đồ rồi. Trời ơi, cảm ơn bà yêu nhiều nha. Ờ, tôi quên. Áo đang mặc toàn màu đen, màu trắng với lại màu hồng á chị. Còn có 3 màu à. Áo đang này em còn 3 màu đen, trắng, hồng nha. Lấy chút em luôn. Rồi, quần mấy chị ơi. Quần em còn đủ size mọi người nha. S, M và L giùm em luôn. Trời ơi, đẹp quá vậy trời. Quần này mặc đã dữ trời. Rồi, áo cặp em đang mặc còn màu hồng nha. Bây giờ em sẽ lên cho bà chế con cái form của nó. Đẹp lắm. Đẹp xỉu luôn mấy thiệt á. Cho em đồ bộ BBR đùi với chị hết rồi bé ơi. Bộ đùi BBR của chị hết rồi. Chị còn bộ ngón là em. Nguyên cặp nó có 55.000 thôi nha mấy chị. Nguyên cặp em đang mặc là có 55.000 thôi. Rất là rẻ luôn mấy chị. Quần đen chị mặc size gì vậy chị? Chị mặc size M. Chị mặc size M nha. Quần này đẹp quá mấy chị, mấy thầy không mấy chị mua đi mấy chị, em không mấy chị tiếc lắm nha mấy bà. Cho em quần trắng M cho Nguyễn Ân. Ok Nguyễn Ân quần trắng M nè. Rồi mấy bà ơi, lên size giùm em mấy bà, đợi em xíu nha. Chị để em chưa, ánh nắng đâu ai để rồi. Để cho bà cái M rồi đó. Bà 47kg, bà có 1,5m, em để cho bà cái M rồi đó. 1 năm em tìm được Facebook của chị. Ủa thiệt luôn hả bà Hằng Đoàn. Trời ơi, theo dõi cho bên bay của em nha mọi người. Áo đen treo phía sau là 75.000 cái rồi chứ ơi. Ông ta chỉ được 75.000 đúng rồi. Gì? 75.000 á? Không, cái áo của team của bèo cái kìa. Không phải, ơi, 35 quá. Được rồi, tao biết cái áo gì rồi. Nói anh cũng biết đâu. Còn quần xuông hôm qua không chị, quần xuông ra hết. Cái gì? Làm xét cặp hồi nãy màu hồng em quăng qua anh để lên cái tờ giấy đó. Ok, áo đen treo phía sau 75.000 cái bà ơi. Cho em cái M 49kg vừa không vừa bà Nguyễn Ân. 49kg vừa bà ơi. Bà lấy M cũng được, bà lấy S cũng được. Bà 49kg là mặc hai size vừa hết. Nó chênh nhau, nó chênh lịch nhau không có nhiều mấy chị. Nó chênh lịch nhau không có nhiều. He, rồi ok chưa. Bây giờ em lên cái mã này cho mấy bà nè. Trời ơi, đẹp chưa. Ôi ơi, dễ thương xỉu luôn mấy chị ơi. Quần có túi cho em nha bà, để em chỉnh cái túi lại. Quần tay trắng, mặt còn không? Dạ còn nha chị Út nhỏ. Quần này em có size luôn nha mấy bà. Em chỉnh lại cái túi cho nó ngay lại mấy chị. Rồi, dễ thương chưa? Dễ thương ha. Trời ơi, cái áo có 55.000 mấy chị mà mặc dinh dễ thương, dễ sợ luôn nè mấy bà nè. Nè, mặc cái áo này không với cái quần cũng đẹp luôn. Em M cho Nguyễn Ân có rồi. Rồi, bây giờ em còn đen. Đen em còn M. Quần đen em còn size M. Quần em còn size M. Quần trắng em còn S với L nha. Quần trắng em còn S với L. Và quần đen em còn size M là em hết. Nguyên một set em đang mặc nha mấy bà ơi, là có 55.000 mấy chị, 55.000 nguyên một set em đang mặc nha. 99.000 một quần giùm em. Áo phía sau này em còn hai cái, giá có 79-75.000 à. Mua đi bà, đẹp lắm. Đẹp cực kỳ luôn á nè. Dễ thương lắm luôn nè, màu xanh nè. Đây đằng trước cho em nè. Màu xanh với lại màu đen ha, mặc dễ thương cực kỳ luôn. Áo đang mặc màu trắng em chốt cho chị My mũi mũi nè. Ok bà Tôm tiếp nè. Đẹp lắm, quần trắng 55kg rồi em lấy chị size L chị mặc thoải mái nè chứ ơi. Rồi ok nè, quần 1m65 không chị. Nè, em cao 1m65 nè bà ơi. Em cao 1m65 nè. Quần đen size M cho Trinh Trinh. Quần đen size M cho Trinh Trinh ok luôn. Rồi bây giờ áo em còn mấy chị ơi, trắng đen với lại màu quần. Màu trắng màu đen cho mấy chị nha, với lại màu gì ta?
hồng nha mọi người nha. Đây mấy chị ơi còn 3 màu ha, trắng đen và hồng giùm em luôn ha. Mấy bà ơi nguyên cặp luôn này, dễ thương lắm. Quần 99.000 cái mấy chị, rẻ xỉu luôn. Em thiệt quần này bán trăm mấy quá trời luôn á mấy chị, đang hot quá trời luôn. Người ta bán 150 cũng có, 170 cũng có, 180 cũng có nữa luôn á. Thiệt cái Shopee mấy chị thử lên, mấy chị search quần đi, không ai bán giá dưới 100.000 hết trơn á. Trời ơi hàng đẹp dữ lắm luôn. Trời ơi nè dễ thương ha, quần đen em mờ, áo đen cho chị luôn. Nunabi là nguyên set đen luôn à, khá đẹp luôn á. Rồi vậy là quần đen em hết nha. Vậy là quần em quần size S còn một cái thôi. Em còn cái S trắng là em hết. Quần còn cái S trắng là hết thôi mấy chị ơi. Quần em chỉ còn đúng một cái S trắng là em hết nha mọi người nha. Rồi áo em còn màu mấy chị, màu trắng nè, màu đen và màu đen và màu hồng nha, trắng đen hồng. Còn em có mặc cái màu hồng rồi, dễ thương lắm luôn nha. Rồi ok chưa? Ai lấy cặp, ai lấy áo cặp nữa, chút áo cặp giùm em kèm những số điện thoại luôn nè, dễ thương quá. Xinh ha. Mi mũi mũi em anh Bi rồi mà. Trời ơi sao vậy anh? Nãy anh bị sao vậy? Nãy giờ em thấy anh luôn sụp quá vậy ta. Rồi ok Út nhỏ, bà lấy quần trắng rồi bà mặc vừa luôn á. Út nhỏ ơi, anh Ly lấy cái gì vậy? Quần trắng 55kg, em quăng qua cái đó là cái size gì? 55kg size L. Tự nhiên anh bỏ áo bộ lộn quần rồi đó. Nguyễn Ân là lấy áo mà. Quần trắng M này, nè em đang mặc. Trời quần trắng M anh bỏ size L vô mà anh còn la nữa, trời chết luôn thiệt. Ok Nunabi có rồi. Rồi Út nhỏ có rồi, áo hồng chị Ngọc Hiệp. Rồi ok. Canh lên. Áo nào ta? Áo chưa, áo Hiền Hồ chưa có lên. Ồ em hộp bộ hồi hộp luôn mấy bà ơi. Quần qua mắt cá chân, quần ngang mắt cá chân giùm em cho chị ơi. Rồi em hết cho mấy bà nha. Quần em hết luôn, Út nhỏ có quần size S rồi. Rồi bây giờ em còn áo nha mấy bà, áo còn 3 màu thôi nè, màu trắng, màu đen với lại màu hồng là em hết nha. Trắng đen hồng, ai lấy áo chút áo giùm em luôn. Áo này dễ thương quá trời đúng rồi, nguyên cặp luôn, mặc dễ thương xỉu luôn, không lấy trời. Ok nha, rồi qua mẫu mấy chị. Em lên xếp mấy chị ơi. Em lên xếp thể thao với bà nè. 105.000 một bộ, nó đúng đẹp luôn. Rồi ơi mà cái này rẻ nè. Xếp thể thao lên nè bà ơi. Áo hồng em quăng qua rồi. Chưa hả? Áo hồng nè, ok. Áo hồng cho em nha chị Nguyễn Hoa nè. Ok chị, còn cặp áo hồng cuối cùng luôn nè. Rồi vậy là còn trắng đen thôi nha. Còn trắng đen giùm em. Rồi chị lái cái này xong rồi chị lên liền luôn. Trời ơi, trời, cái này rẻ về rẻ xỉu mấy chị ơi. Mấy chị ơi, cái bộ này nó rẻ lắm. Áo cặp trắng là chị Tuyết Mai. Áo này em còn đen mấy chị, còn 3 cái đen à. Em còn 3 cái đen à. Trời ơi, 105.000. Ôi đúng đẹp luôn, mới về hàng mấy chị ơi. Em lên cái màu xanh đi. Màu xanh tô nè mấy chị. Má ơi, nó nhức cái nách đó mấy chị ơi, mới thiệt luôn á trời. Đẹp lắm luôn. Dạ quần em hết rồi mấy chị. Quần jean đi chị, hồng cuốn đợi chút xíu nha em ơi. Trời ơi. Cái quần bo ổng nè mấy chị nè. Đúng hàng chuẩn luôn. Có túi cho em luôn nha mấy chị, 105.000 một bộ thôi, đúng đẹp luôn. Rồi ok ha. Xỉ mỏng này cho em 87.000, xỉ 87 nha mấy bà nha. Lẻ 105.000 một bộ luôn. Bộ tay ngắn mấy chị ơi, rất là đẹp luôn mấy bà ơi. Có một cái dòng chữ ký nhỏ nhỏ xinh xinh ngay trước ngực thôi nha. Nè. Cái này 5 bộ. Phun hỏa này anh quăng anh bỏ ba cái nói luôn, đã ré hồ nó lộn xộn, em tụi em chưa bán em bán luôn rồi giờ. Ủa sao vậy anh? Được không? Anh làm gì được không? Em thấy anh em làm bài từ nãy tới giờ luôn. Em hơi bị không thích rồi đó. Em bỏ bên đây lát rồi em lộ em bán rồi. Em nói quăng qua cho anh là em nhờ, là người ta lấy lẻ. Hàng ri thì em bỏ bên đây. Chứ bỏ qua bên đây rồi ai mà cột. Lấy lẻ mà cứ bắt bỏ bên đây mà sao mà nhớ nổi. Tôi ngộ ghê luôn. Cứ bỏ bên kia không mà làm gì khó khăn vậy. Tuyết Mai mua ra, mua đơn, ship luôn nha. Tuyết Mai mua
mua đơn hết em ship luôn nha khách quen nha, mua đơn hết em ship luôn nha, mua cả hai cái em ship luôn cho chị luôn ha, ok không? Rồi ok, lấy thêm cháo đen chị Nguyễn Hoa nè, ok nè. Rồi đây mấy chị làm như ngồi cái vị trí là bị lay á, bị lay á. Đây mấy chị ha, quần có túi giùm em luôn nè, nè rất là đẹp luôn, em lên màu ha, em lên màu ha mấy chị ha. Ok chị, tại biết sao không, có một cái mò mà ông không dám xếp, ông không biết, ông không dám xếp. Rồi lên màu, lên màu. Trời ơi, trời ơi mấy chị ơi, siêu phẩm luôn, siêu phẩm cho em mấy chị, 105.000 một bộ ha mấy chị ơi, rất là đẹp, rất là đẹp luôn, bộ thể thao cho mọi người nha, hot xỉu cho em luôn mấy chị ơi. Em có màu rồi mấy chị, màu xanh cho mọi người nha. Trời ơi màu đen nè, ấy có cái chữ ký bên hông nữa đây mấy chị, màu đen giùm em nè. Trời ơi đẹp chưa, hơi bị hot luôn á mấy chị ơi, hơi bị hot cho em luôn á, vải cực kỳ co giãn với bà nha, 60kg mấy chị mặc thoải mái luôn. Cái chất bua zip em hay like cho mọi người luôn, cái chất bua zip em hay bán cho bà chị luôn á. Màu kèm sổ giùm em nha mọi người nha, màu cam mấy chị ơi, màu nào đẹp hết trơn hết trỏi bà nè, coi màu cam nè, trời ơi ghiền ghê không. Cái vải này xịn lắm mấy chị, cái vải này mặc là siêu đã giùm em luôn á. Rồi đây mấy chị ơi, màu cam giùm em ha mọi người ha, màu ẩm luôn được chưa, ai lấy màu nào mình chốt màu giùm em luôn, màu nâu và màu xanh nha mọi người nha, có bốn màu rồi mấy chị. Đợt này về cái bộ này có bốn màu cho mấy chị thôi nha, vải cực kỳ đẹp thiệt sự luôn mấy chị ơi, form là xuất sắc luôn. Lấy cho chị hai cái thùng giấy ba lỗ luôn nha Trang, à, màu nào cũng được. Dạ rồi ok, lát hồi em lên em lấy cho chị, lát hồi em quay qua em lấy, em lấy liền luôn cho chị luôn chồng. Dạ rồi ok, đẹp lắm. Trời ơi cái bộ thể thao bo ẩm mấy chị ơi, dễ thương vô cùng luôn các bạn nè, 105.000 một bộ cho em thôi nha. Trời ơi vải đúng đã luôn mấy chị nè, to dạng thoải mái giùm em luôn ha mọi người ha. Trời ơi bộ xuất sắc luôn. Rồi ok chưa, cái bộ này mấy chị nè, mặc đi chơi nè, mặc thể thao nè, mặc đi tập gym, mặc đi đâu cũng được, đi cà phê cũng đẹp mấy chị ơi, mặc ở nhà cũng xinh luôn, cái thiệt luôn á nè. Trời ơi form bộ lên là quá dễ thương cho bà luôn á. Rồi màu kèm số giùm em nha mấy chị nha, em lên màu cái bộ này luôn nè. Trời ơi cái bộ này đang rất là hot luôn mấy chị, bộ chữ ký nè, hot quá chị, hot giùm em luôn nha mấy bà trẻ nha. Rồi được chưa, lên màu nha, đẹp quá. Trời ơi dễ thương quá trời. Ok ok, đợi chút xíu luôn em lên liền luôn. Trời thấy chưa, em lên theo ý mấy bà nè, em lên theo ý mấy bà nè, thấy không, muốn xỉu không. Suri Ngọc đơn đi chưa, Suri Ngọc đơn đi chưa, đi rồi chị Suri Ngọc ơi, Suri Ngọc đơn đi rồi nha. Rồi ai lấy bộ này nữa chốt bộ cho em với chị nha. Trời đẹp lắm luôn á, cái thiệt á, không sao, độ này đợi ngày mai em bán thiệt. Trời ơi cái bộ này tôi lên mà đứng comment nè, chắc chết có mấy bà trẻ thôi. Trời ơi cái vải nó đúng đẹp luôn nha mấy chị. Ôi má ơi, lên cái bộ này mà đứng comment xỉu. Màu màu cam nè mấy chị ơi, màu kèm sổ giùm em nha mọi người nha, màu cam màu đen. Có 105.000 bộ mấy bà ơi, quá trời rẻ luôn á, trời sắc ghê anh ơi. Trời tôi tức quá, không lẽ giờ tôi bán, tôi bán 99.000 chứ trời, thờ luôn á trời. Trời ơi thôi em qua mẫu đây mấy chị, em không lên bộ này nữa, bộ này quá đẹp luôn, đang hot quá trời luôn mấy bà ơi, em nói thiệt luôn á. À lấy chút em nha, áo cánh gì, áo cánh đi chị, áo cánh là áo gì vậy ta. Trời ơi thiệt luôn á, cái này hot quá trời hot luôn á mấy chị. Chị Tuyết Mai có áo trắng rồi hả, một cái. Chị Nguyễn Hoa có một cái đen chưa? Chị Tuyết Mai lấy một cái cặp màu đen. Chị Nguyễn Hoa có một cặp màu đen, một cặp màu hồng chưa? Một cặp trắng. Có chưa? Thì sao vô đen cái trời? Em quăng qua em đọc tên là đủ mà, dư phí quá dư đồ chứ. Rồi rồi em lên liền mấy chứ ơi. Trời ơi tôi lên bộ thể thao mà tôi ế, tôi buồn quá đi á thiệt á. Ok ok, lát rồi em lại cái bộ này sau lại mấy chứ ơi. Để em xíu nha, em lên liền luôn đây. Này mà mấy chị đã xíu các bạn, em lên áo mấy chị ơi. Em lên áo mấy bạn. Cái dung siêu đẹp nhưng mà chưa có chuột lo nữa nè. Ngọc Hiệp em có cặp chưa, Ngọc Hiệp lấy cặp màu gì vậy Ngọc Hiệp ơi.
Sao kịp lấy cọc màu gì vậy gái? Pyjama em chú lên chơi, pyjama em chú lên nha. Không kịp lấy cặp màu gì vậy chị? Nằm đợi em xíu nè. Không chị, vậy có rồi á, không là có rồi bà ơi. Đây nè. Trời ơi, y hình luôn á chị ơi. Y hình luôn. Nè. Trời ơi, xuất sắc luôn á chị. Bao nhiêu tiền? 45.000 một cái, xỉ có 33.000. Hàng thun giấy xuất sắc luôn chưa? Đang dây đằng sau lưng. Trời ơi, cái áo này chị không mua đó, em nói thiệt bao tiếc luôn á. Nha. Ừ, ok ok, chị like xong cái này chị lên đặt hoa liền. Trời ơi, sorry bé đi nha. Sorry em yêu nè. Chị like xong cái này chị lên đặt hoa liền. Em thì để đây cho chị nhớ nè. Rồi ok nha. Đây mấy chị ơi, siêu đẹp luôn. Cái này mấy bà phải mua nha bà nha. Không mua cái này là hơi bị tiếc luôn nha mấy bà. Đằng sau lưng nè mấy chị. Trời ơi, đằng trước nè, 45.000 phơm rộng giùm em nha mọi người nha. Mặc giấu quần cũng được, mấy chị có xẻ tà luôn. Có xẻ tà cho em luôn mấy bà gái nha. Màu rất là đẹp luôn. Quần legging em còn, chơi quần legging em còn ha. Em có màu của chị, màu đen, màu hồng, màu xám, màu trắng, màu vàng. Đen, hồng, trắng, xám, vàng giùm em nha. Rồi ok chưa, lấy liền giùm em liền mấy chị ơi. Có 45.000 thôi nha. Quá rẻ luôn. Lên giùm em đi mấy chế ơi, màu kèm số. Bộ cổ tim chưa có like nè gái ơi. Bộ cổ tim chưa có like, đợi xíu nha. Để lên cái áo này cho mấy bà xong cái đã nè. Để em lên cái đầu hoa cho bé chứ đã nãy giờ nó chờ đợi. Quá trời lâu luôn rồi. Để em xíu luôn. Trời ơi, pyjama này dễ thương lắm luôn á trời. Em thì hàng này quý lắm mấy chị. Hàng này đẹp lắm luôn á. Không phải có như này đâu nha mấy bà nha. Còn bên đây nữa nè. Tại em làm nó cứ đổ cá lụa luôn hoài, nó mất, nó không có được đẹp, nên là em bỏ bên đây cho nó gọn á. Trời ơi dễ thương quá à. Trời ơi trời trời, mua luôn cái quần này cho em luôn nha. Bà nào chưa có phải mua luôn cái quần này cho em. Quần legging đùi 50.000 cái, ok chưa? Quần legging đùi 50.000 một cái nha mấy bà nha. Rồi chốt màu kèm số điện thoại giùm em ha mọi người ha. Nhớ là phải chia sẻ livestream giùm em nha mấy chị nha. Nhớ là phải chia sẻ livestream giùm em ha. Rồi ok, em chốt nè. Quần legging em còn, quần legging đùi dài cũng có luôn, dài dài á mấy bà ơi, em còn vài cái đó chị. Lát hồi đem xem các bạn chứ, cái quần dài luôn nè. 59.000 cái quần dài ha, đùi là 50, dài là 59.000 thôi, ok ha. Rồi em chốt nè, Ngọc Châu một áo đen một áo trắng nè, em chốt chị Ngọc Châu nè. 49.000 một áo nha mấy chị nha, rất là dễ thương luôn, màu kèm số giùm em luôn. Rồi ok, chị Si Phạm một áo trắng, em chốt chị Si Phạm nè. Đoạn này về màu xám dễ thương lắm chị, màu xám đẹp lắm luôn á. Si Phạm một áo trắng nè. Em thấy chị Linh Linh nè. Một áo hồng chị Tuyết Mai nè. Màu kèm số em mấy chị ơi, có 45.000 thôi. My Khánh lấy áo trắng nè. Ok, chúc chị My Khánh áo trắng nè. Áo đen 45 chị Đào. Đào màu áo đen 45 nè. 45.000 nha mấy chị, đằng sau lưng nè. Dễ thương lắm luôn nè, mấy bà gái coi đằng sau lưng đi đẹp chưa. Quan trọng của đằng sau lưng nè. Bộ ba lỗ cho chị quen nè. Ok chị em biết rồi nè. Cô bé lấy một quần nè, ok cho cô bé là 50.000 nè. 50.000 một cái quần nè mấy chị ơi, quần mặc đã lắm. Ok, 5 quần cho Hạnh Lê nè. Cưng ghê chua, màu đẹp lắm nha mấy bà, màu hồng nè. Trời ơi,
qua màu hồng nè mấy chị ơi. Má không nó đẹp gì ở đâu luôn á trời. Chị có quần hông si phạm. Ủa chị vi phạm có lấy quần không? Đầm xòe à. Tay phòng lên chưa chị? Tao sẽ lấy phòng lên rồi. Si phạm có quần chưa? Si phạm một quần nè. Lấy của Hạnh Lê cho si phạm cái quần đi cho bà đủ đơn đi. Lê cho chị xin cái quần đi, lát rồi chị tìm ra nữa cho Hạnh Lê nhiều lắm. Quần nó còn còn chứ còn trong gấp này nè. Rồi ok nè. Em lên màu nha. Đây màu xám mấy chị, màu xám này đang rất là hot luôn. 45.000 một cái áo giùm em thôi nha mọi người nha. 45.000 nè mấy chị ơi, quá rẻ quá đẹp luôn á. Trời ơi mê ly luôn. Bé Phương áo dễ thương xỉu bé Phương ơi. Nè. Cân lắm luôn mấy chị. Phơm giấu quần nha mọi người, phơm giấu quần luôn, mặc đẹp lắm luôn. Thôi nữa là trời ơi mặc dễ thương ghê, mặc chúng quần ngố nè mấy chị. Về mặc chúng quần ngố zin cho em cũng đẹp luôn nhớ là nha, dễ thương lắm. Áo trắng chị bé vui nè. Bé vui áo trắng nè. Màu nào cũng cưng hết trơn hết trỗi bà ơi, màu kèm số giùm em luôn nha mấy bà nha. Rồi em lên cái màu sáng cho bà coi nè, hôm nay màu xám hot lắm. Bé Phương lấy áo đủ không hồng nè. Thì hôm nay là áo màu xám mà xương hot luôn mấy chị. Hôm nay hồng như áo gì nó cũng lên màu xám hết trơn á. Bé Phương còn cái này nữa anh ơi. Rồi bây giờ em còn xám, còn hồng, còn đen nha. Xám, hồng, đen, trắng. Út Nguyễn lên xuống thở giùm em luôn. Bây giờ em lên áo màu xám nha. Cái gì? Chúc Lệ Nguyễn lên xuống thở giùm em. Chụp hình ngon bốn áo không hồng. Chụp hình ngon bốn áo hồng là còn ba nè, hết rồi chứ ơi. Còn ba nè chị, hết áo hồng nè. Ôi lộn, hết áo vàng rồi. Ủa, hồi nãy em quăng qua cái đó là cái nào vậy? Cái đó của ai vậy? Chị Mỹ Phúc nó xứng thỏ giùm em luôn. Trời ơi. Ôi ôi, một xám này mấy chị ơi, hơi bị gọi là thể thao luôn ý. Hơi bị gọi là thể thao luôn ý. Trời ơi đẹp lắm luôn á, màu kèm số của em nha mấy bà nha. Cô ok xám 45 cho chị Nguyễn Anh Thư. Em nói thiệt có mấy bà mấy hồng thôi á. Thiệt hồng đẹp lắm. Nguyễn Công Phúc lấy hồng lên xứng thổi giùm em luôn. Thêm một cái trắng mà chị Huỳnh Ngân đang mặc nè. Còn cái trắng cuối cùng chị Huỳnh Ngân nè. Ok chứ yêu luôn, màu kèm số giùm em. Rồi vậy là em còn có hai màu xám với hồng thôi. Mỹ Phúc thấy xứng thổi nè. Nguyễn Công gì? Nguyễn Công Phúc lên xứng thổi giùm em luôn nha. Dạ áo 45.000 nha mấy chị, áo 45.000 cái à. Rẻ bèo luôn mấy bà, rẻ bèo luôn á. Nhớ lên xuống thổi giùm em nha. Em lấy cái này xong lên đầm bông cho bà. Thiệt, chia sẻ livestream em nha. Mạnh mẽ lên mấy chị, tự xuống em lên hàng sale cho nha mấy bà nha. Rồi, ok chưa, áo có hai màu. Trời ơi đẹp quá, màu hồng dễ thương lắm luôn á trời. Màu hồng là bánh bèo luôn mấy chị. Về mặc chung mấy cái quần màu trắng xuất sắc luôn. Chúc Lệ Nguyễn thấy comment nè. Pyjama để em một tí xíu nha. Pyjama để em một tí xíu nha khách ơi. Trời xinh quá mấy chị ơi. Cái này nó sẽ tà đó chị nè. Trời ơi cái này mấy bà bầu bì đồ bon chen là mặc là xuất sắc luôn á. Nè, mặc sau lưng nè mấy chị. Ủa em mê cái mặc sau lưng này quá à. Em mê cái mặc sau lưng này quá mấy chị. Là thêm hồng cho Ngọc Châu nè. Thêm hồng cho Ngọc Châu nè. Màu ba cho Hạnh Mi Nho nè. Sao giờ mới vô vậy bé, hôm nay hàng đẹp xỉu. Hạnh Mi Nho màu ba nè. Hạnh Mi Nho có lấy bộ thể thao không? Hạnh Mi Nho có lấy bộ thể thao này không nè? Siêu dễ thương luôn. Đây. Trời ơi tôi thiệt luôn á trời, xỉ có 88.000 thôi nha mấy bà nha. Bao đẹp luôn á, xỉ 87 hả? Xỉ 87.000. Rất là đẹp luôn, quần có túi luôn, Hạnh Mi Nho màu ba. Rồi em còn hai cái xám em hết mấy chị ơi. Lát rồi em lên bộ thể thao lại cho bà coi ha. Rồi em còn hai cái thôi, tôm tít hết áo hồng. Hai áo xám cuối cùng mấy chị. Em bán xếp vỏ lắm hả? Ừ bán quần với áo đi. Bán quần với áo đi, xếp đang nhìn cách đẹp ra hết không? Trời ơi đẹp quá ha. Trời ơi thiệt luôn á. Rồi qua mẫu mấy chị ơi. Lên áo sơ mi Hiền Hồ. Ông quên bông của bé trước. Má ơi thôi mấy chị chết. Nó chửi thấy mùi ông già, mùi ông trời luôn. Em lấy áo hồng nha chị, quyên luôn hết áo hồng cho em còn áo xám à. Em chỉ còn áo xám thôi nha mấy bạn, em còn áo xám thôi nè. Trời ơi cái đằng mấy chị ơi 95.000 một cái. Chị Mai đặng lấy xám. Đằng này 95.000 một cái mấy chị, tiền nào của đó một cái đằng nó nặng tay xị giùm em. Đầm viền nè mấy chị, siêu đẹp luôn. Tay là tay lỏ giùm em hả mọi người ha. Rồi màu siêu cute hột me, màu siêu cân. Thêm hai cái xám còn cái đang mặc luôn cho Hạnh Mi Nho là hết áo. Em lên form đi mấy bà ơi, em lên form đi. Rồi em lên ấy cho. Em lên form đi mấy chị. Rồi em lên màu bông cho. Bông nhiều bông lắm mấy chị ơi. Mặc công em lên mấy chị không có buồn tụ được cái form nó làm sao. Cái này là maxi cho em nha mấy bà nha, maxi bông nha. Đẹp lắm luôn. Mấy bà em nói mấy bà thấy không? Mấy bà nhớ em à, 1-2 tuần trước thì em có bán đầm
coi cái đầm nè mấy chị, em nói thiệt luôn, cái này mà mặc đi biển, mặc đi Đà Lạt là mấy chị là vô mảnh luôn. Mấy chị coi cái form nè, trời ơi trời, mấy chị ơi, vừa dài vừa đuôi cá luôn, vừa dài vừa đuôi cá luôn nha mấy chị nha. 95.000 một cá giùm em thôi mấy chị, xuất sắc trời may luôn nha mấy bà chị nha. Nè trời ơi trời, tên gì? Nguyễn Công Phúc, lên số điện thoại giùm em thôi, em đừng chăm chừa cho người khác nha. Dạ không có về áo phản quang mà về áo đôi cánh chị ơi, áo cánh nha chị. Rồi em lên màu nè, em có màu đen, em đang mặc là màu kem nha, cái đầm này đẹp lắm luôn thiệt. Màu vàng mấy chị, màu vàng nè. Dạ có đồ bộ chị ơi. Rồi màu xanh giùm em là 95.000 một đầm nha mọi người nha, đầm này 95.000. Màu đỏ, đỏ màu đỏ cho em nè, cái này là hàng maxi nha mấy chị, màu đỏ với lại màu xanh min đó, cái viền màu hồng nha mọi người nha, đó maxi giùm em, maxi hoa nha mọi người. Trời ơi, ủa cái này mấy chị ơi, mặc đi biển chắc chết quá thiệt luôn, cái trời nó đẹp quá trời. Mày mấy bà đây nè, ủa cái này mà họ thiệt luôn á trời, mặc đi biển là mê ly luôn á nha. Rồi đầm bông em toàn như còn cái mẫu này thôi bà ơi, đầm bông ở đây còn cái mẫu này thôi, đằng sau lưng là xếp bụng hoa ha nha. Rồi ok chưa, ai lấy đầm hoa chút đầm hoa giùm em thôi mọi người ha, đầm hoa giùm em nè mấy chị. Em lên màu lần nữa cho mấy chị đây, em lên màu cho rồi em qua mẫu cho nó dễ lắm, còn ai thôi mà vô hỏi đầm hoa em, ai hỏi đầm hoa là em lên cái mẫu này nha, em còn cái đầm mẫu này không à, hoa bên đây còn cái mẫu này thôi đó, đẹp lắm luôn, sang xỉu luôn á trời, đủ không đỏ cho Phương Huệ nè, đẹp lắm, xỉ 80 nè. Ê chưa đủ chưa đủ chưa đủ, đừng đi đừng đi đừng đi, tím xanh đen da, tím xanh nè, đen da đang mặc luôn. Rồi bây giờ còn vàng với đỏ là hết, đầm chỉ mặc dài dài nào nè em ơi, dài qua gối luôn nha bé yêu nha, dài qua gối luôn, đẹp lắm luôn chị ơi. Cái này trời ơi vậy hả, trời ơi sao mua cho chị vậy, em còn màu vàng với lại màu đỏ mấy chị ơi, em còn màu vàng với lại màu đỏ là em hết chứ mấy bạn nha. Đầm mấy chị ơi đẹp lắm luôn mấy bà ơi, sang ghê luôn mấy bà, có 95.000 à, thiệt hàng em bán dưới 100.000, khách em toàn mua 200 mấy 300 mấy không à, em nói thiệt luôn á mấy chị, tin em đi, em nói thiệt, người ta có hàng là dài bữa nữa em về, mấy chị yên tâm đi, đợi em dài bữa nữa thôi nha, là em về hàng liền cho mấy chị luôn, đừng có bỏ em nha mấy bà, thiệt dài bữa nữa em về liền hà. Rồi em còn hai cái nè này, em mới biết chị á hả, nhớ bấm theo dõi trang fanpage của chị nha, ngày nào chị cũng like hết trơn á, thứ bảy chủ nhật là chị nghỉ thôi. Nguyễn Công Phúc không, lên số điện thoại xả đơn đi. Áo màu gì vậy, áo màu hồng em còn cái nè mấy chị, hồi nãy ai chưa có không chốt giùm em luôn nè, áo màu hồng 45.000 hồi nãy em còn cái nè, có ai lấy luôn không. Màu vàng cho Hạnh Ly, đỏ 95 cho Nguyễn Hoa, Hạnh Ly đầm vàng ok chứ yêu. Rồi còn cái đỏ cuối cùng em hết nha, một cái đỏ cuối cùng luôn, 95.000, rất là đẹp, rất là đẹp luôn, 95.000 đầm đỏ là hết nè. Rồi ok nè mấy chị ơi, lên áo huyền hồ luôn nè, lên áo huyền hồ giùm em đi. Ok chưa, màu chị mặc hết luôn Phạm Thảo. Màu đỏ mặc đặc biệt Hạ Phương Huệ, cưng lấy màu đỏ là cưng sai lầm luôn, rất là sang. Trời ơi cái đỏ của em nè, xinh chưa. Người ơi má ơi, rồi ai lấy chút em nha. Rồi lên hiền hồ đi. Ai mà nội hiền hồ gì ở đây. Màu chị mặc hết rồi, bây giờ còn đỏ, đỏ cho dâu tay là hết luôn. Ok, dễ thương quá luôn, cái chị mặc lên thấy không, đẹp lắm luôn em nói thiệt. Mặc lên biết độ đẹp của nó cỡ nào. Áo hồng hồi nãy 45.000 cho Diệu áo hồng đây 45.000 à. Hết rồi mấy chị, đầm đang mặc hết nha mọi người, hết rồi. Đẹp quá trời quá đất. Rồi, bà nội hiền hồ đã về hàng. Đẹp quá à, trời ơi. Mê em này quá mấy chị, rẻ quá trời luôn. Có 69.000 một cái áo sơ mi hiền hồ thôi à. Bé Trang nói thiệt luôn, là bé Trang bao toàn Facebook cho mấy chị là không có ai bán áo sơ mi này mà giá như em 69.000 hết á. Cứ tự tin là như vậy nha mọi người nha, cứ ok là như vậy luôn nha mọi người. Em đã bán giá hủy diệt luôn. Em là em về hàng như vậy là lúc nào cũng vừa rẻ mà vừa bắt kịp trend nha mấy bà cha nha, mấy bà gái yên tâm cho em luôn ha. Đầm chị mặc còn gì không, chắc hai ba bộ nữa chị, để chị coi còn hàng không chị về thêm đi nha. Rồi em có màu cam, màu xanh, màu đen, màu hồng và màu trắng nha mọi người nha, rất là đẹp luôn. Rồi sơ mi hiền hồ em lên form liền đây, khỏi để mấy bà đợi lâu. Cái mẫu này ngày hôm qua nữa chị ơi, đầm này 60kg vừa không vừa chứ mà hết rồi. Hết rồi chị ơi, quá là đẹp luôn.
thiệt luôn á. Lên màu kẹp sổ giùm em. Trời ơi con Sammy thiệt hồ này, có thể em đợi bữa giờ mới về hàng được đó mấy chị. Hôm qua em về được một lô. Quá trời. Ok ok ok. Sơ mi hiền hồ mấy chị ơi, vừa cặp bến luôn. Trời ơi dễ thương lắm mấy chị em ơi. Thiệt luôn mấy chị ơi, 69.000 cá sơ mi hiền hồ giùm em thôi nha mọi người nha. Để em xem em chỉnh lại cái đầu tóc của em coi. Đầu tóc lại rối bời nữa rồi. Trời ơi đẹp lắm luôn á trời mấy thiệt. Hot ơi là hot luôn mấy chị. Ok ok ok. Ok ok ok. Được chưa? Mặc cái giày đủ xinh chứ mấy bà chị. Mặc cái giày là đủ dễ thương chưa? Mấy màu chị? Ủa Nini hôm qua có rồi, hôm qua chị chừa cho em đủ màu rồi. Hôm qua quăng cho em cái màu hồng thêm rồi đó. Nini hôm qua chừa cho em thêm cái màu hồng rồi đó. Chừa rồi yên tâm nha. Rồi em bung màu mấy chị ơi, 65.000 cái áo sơ mi hiền hồ giùm em nha mấy bà nha. Dễ thương lắm mấy chị ơi, em thiệt luôn á. Em chỉnh lại cái đầu tóc của em cho nó bớt ghê coi. Ok ha. Em lên màu. Màu trắng, màu hồng, màu đen, màu xanh và màu cam luôn mấy chị. Màu nào cũng cute hết mấy bà ơi, cứ chốt giùm em màu kèm xứng thoại nha. Rất là đẹp luôn, Phương Hoài lấy đủ màu không? Cho Phương Hoài đủ màu trước đi. Hàng đẹp để cho Phương Hoài bán thôi. Cho Phương Hoài lên tay của mấy em, mấy em Phương Hoài bán chậm dữ không? Ủa, Nini là Thục Phi đúng không? Con này nó bị sao rồi? Nini là Thục Phi, con Thục Phi lấy rồi mày ơi. Em chốt nè, Tuyền Trần một áo hồng nè. Màu kèm số điện thoại giùm em liền. Màu kèm số điện thoại giùm em liền. Cái này ngày hôm qua về rồi bà ơi. Đầm đỏ 60kg em hết nè. Sơ mi trắng cho Ngọc Châu nè. Mày đừng nói mày không, mày nhỏ đó không phải nha. Sơ mi trắng cho Ngọc Châu nè. Ok chứ yêu áo hồng cho chị Tuyền Nguyễn có chưa? Áo hồng cho chị Tuyền Nguyễn có rồi nè. Sơ mi hồng. Sơ mi xanh cho chị Mỹ Khánh nè. Mỹ Khánh nè. Áo hồng cho chị Minh Thu Lê Thị nè. Ok tình yêu luôn. Áo sơ mi hiền hồ chỉ có 69.000 thôi nha mọi người nha. Phúc Su Bin lấy áo hồng em chốt nè. Màu kèm số điện thoại giùm em mấy chị ơi. Màu kèm số điện thoại giùm em nha mọi người nha. Đẹp lắm. Phúc Su Bin nè. Ok màu hồng nè. Rồi Lam, chị Lâm Tú một hồng nè. Chị Lâm Tú một hồng nè. Rồi ok sơ mi hồng cho chị Tú Phạm đang mặc là hết sơ mi hồng nè. Rồi qua tiếp màu giùm em. Cam xanh trắng và đen nha mọi người nha. Cam xanh trắng và đen mới chơi, màu nào cũng đẹp hết trơn hết trọi bà. Màu nào cũng đẹp hết trơn hết trọi luôn á. Trời ơi em mới thiệt luôn á. Bữa hôm khách em về cái áo sơ mi này các bà ơi, rầm rầm rộ rộ bữa giờ luôn. Trời ơi có thêm cái hồng rồi. Có thêm cái hồng cho em rồi. Trời ơi chị My Yến Viên Chương em hết rồi chị ơi. Mỹ Viên Chương vậy nè. Mỹ Viên Chương vậy nè em hết rồi chứ ơi. Đang mặc nè. Rồi màu cam, màu đen và màu trắng mọi người nha. Trời ơi dễ thương, em lên màu cam đi. Màu hồng hôm qua em lên rồi nè. Mấy chị ơi đổi màu đi mấy chị. Hết hồng rồi. Đổi màu giùm em đi. Đổi màu. Xanh cho ba mây mây nè. Xanh cho mây mây và vân vân nè. Lên xuyên thoại. Trời ơi mới thiệt luôn á. Đẹp lắm luôn. Form này nha, bà nào mặc bầu bì bông che mà mặc thoải mái luôn. Bầu bì bên trong mặc cho em một cái quần dài bầu quá mấy chứ. Quần dài mà dán bầu quá mấy bà ơi, mặc lên cho em thôi mấy bà ha, hơi xuất sắc luôn. Nè. Ok chưa? Rồi. Xanh cho may may rồi nè, Ngọc Châu thêm đen nè. Ok Ngọc Châu nè. 65.000 mấy chị. Ngọc Châu ok luôn. Rồi em lên màu nha mọi người nha, đẹp lắm mấy chị ơi. Trắng đen xanh và cam mấy chị có bốn màu thôi là em hết luôn màu hồng rồi. Màu hồng hot quá chị hot luôn mấy chị. Về một cái là hot liền luôn. Hay trời ơi kem này là siêu xuất sắc nha các bạn chị nha, siêu xuất sắc luôn em nói thiệt. Màu hồng nè, hot bệnh luôn. Dịu đơn em. Đơn nhiêu mới đi vậy chị yêu? Đơn 75.000 đi em yêu ơi. Đơn 75.000 là đi giùm em ha. Một cam chị Mỹ Ven Chương, Mỹ Ven Chương vậy nè. Ok chế một áo cam nè. Chị nào mua hàng nhà em rồi là không cần phải lên số điện thoại lại đâu nha. Bên em là lưu thông tin với bà rồi.
mua hàng nhà em rồi, không cần phải lấy số điện thoại lại đâu. Chị Hồi, chị Hồng Dương lấy trắng nè, Hồng Dương lấy trắng nè, chị cho em xem nằm gắm phía sau. Trời ơi, chúng nó buồn quá trời luôn á trời. Nó nghe nè, nè, bán xả luôn đây, bán xả Phong Long đi, nãy giờ 3-4 người vô hỏi rồi, 3-4 người vô hỏi rồi mấy chị ơi, mà sao còn ế lại cái hoài luôn á. Trời ơi, giờ bán đại với bà chế luôn nha. Rồi, 119.000 đi nha, 119.000 cho mấy chế nha, bớt mấy chế 10.000 luôn đi, mấy bà lấy luôn men đi, thiệt luôn á. Nãy giờ 3-4 người vô hỏi luôn rồi á trời. Hôm nay bị mất Phong Long cái đồng gánh đây nè, vô cái hỏi cái đồng gánh rồi không mua luôn. Cái dính tới giờ luôn bà ơi. Nè, dính cái dính xì ke gì đó, cầm hoài luôn. Minh Thu Lê Thị nè, 119 đó mấy bà, mua giùm em đi, buồn ghê luôn vậy. Xanh cho mi Phúc nè. Rồi ok, màu trắng đen xanh hàng cam giùm em nha mọi người nha, trắng đen xanh cam. Màu kèm xứng thổi giùm em luôn cho mấy chị. Áo sơ mi Hiền Hồ. Trời ơi nó đẹp cái gì đâu luôn mấy bà chị ơi, màu kèm số giùm em liền tay ha. Ơi nó nghe này nhớ chia sẻ livestream em cho mọi người nha. Chia sẻ like giùm em cho mọi người để em lên giúp chị một cái mẫu áo sale cực kỳ rẻ cho mấy bà luôn. Rồi ok bà Trang Mon, cảm ơn bà nhiều. Trời ơi 119.000 bán luôn á. Thiệt á, nãy giờ á thiệt dính mấy bà, su ghê luôn á. Rồi màu đen, màu xanh nha, chốt cho em luôn cho nó hết luôn nè. Xanh dễ thương lắm, xanh là đúng màu của Hiền Hồ mặc luôn á. Mấy chị mặc quần jean cũng đẹp luôn nha mấy bà nha. Áo sơ mi này có 69.000 một cái nha mấy chị, rất là đẹp luôn á. Ai lấy màu nào mình chốt màu giùm em nha. Sơ mi 69 nha. Ai lấy màu nào mình chốt màu giùm em. Rồi ok chưa, em qua mẫu nha, qua mẫu này nha mấy bà nha. Em đang sẵn em mặc cái quần tây mấy chị, em lên cái quần tây luôn cái bà luôn nè. Quần tây này em mới về nó mới chị. Trời ơi em mới thiệt, quần tây lên chưa chị? Quần tây ống rộng lên rồi. Phạm Thảo sao mày vô chẻo vậy? Ống rộng em về em lên rồi, em chỉ còn quần tây ống tấm thôi đây. Em chỉ còn quần tây ống tấm thôi các bác ơi. Rất là đẹp giùm em luôn. Em bỏ cái túi ra cho chị nhìn thấy cái phơn quần. Siêu xinh luôn. 75.000 một cái quần tây em đang mặc nha mọi người nha. 75.000 nha. Ai lấy quần tây, ai chưa có quần tây này phải mua. Thiệt, chị nào mà chưa có quần tây này phải mua cho em. Phải mỗi người phải có ít nhất một cái quần tây này trong tủ đồ với chị. Mặc cái gì cũng đẹp hết. Áo thun, áo sơ mi, áo hai dây, cái gì nó cũng xinh hết mấy bà chị ơi, thiệt sự luôn á. Đây. Em còn chưa lên gym Quảng Châu với chị nữa nè. Em lái cái xong lên gym ha. Trời ơi. Mấy chị ơi, lưng là lưng chun giùm em cho mọi người nha. Lưng chun giùm em cho mấy chị nha, hơi bị bự luôn á mấy bà. Rồi, form này nhà em 50 tạc ở lượng từ 40 đến 60 cân đổ về, mấy chị mặc thoải mái nha. 40 đến 60 cân giùm em luôn ha mấy bà ha. Nè. Cái lưng của nó đó chị nè, phải rất là đẹp luôn. Rồi, ai lấy quần tay chốt quần tay 75 giùm em ha. Đây, cái này là form ôm. Cái là form ôm giùm em thôi mấy bà. Form này là form ôm cho em luôn. Đó. Rồi, áo sơ mi em đang mang thì nó có 3 màu nha mấy chị. Trắng đen xanh nè. Trắng mà cái trắng này rồi, trắng đậm màu luôn. Áo sơ mi Hiền Hồ 69.000, quần tay em đang mang giá là 75.000 một cái giùm em nha mấy bà. 75.000 nha. Ai lấy quần tay chốt quần tay kèm số điện thoại giùm em luôn nha mấy chị. Rồi ok chưa? Lên màu lại cho mấy chị nè, sơ mi Hiền Hồ trời, màu trắng mặc lên sang quá à. Trời mới thiệt luôn á. Sơ mi Hiền Hồ mấy chị mua về mấy chị mặc là mấy chị ghiền luôn, phải đã lắm. Với lại cái form của nó mấy chị ơi, mặc sướng cực kỳ luôn nha. Con nhung gì đó mà. Rồi màu đen, màu trắng, màu cam mấy chị. Màu nào cũng cưng hết trơn hết trọi rồi, giờ sao ta? Ai thấy màu nào mình chốt màu giùm em nha. Rồi ok chưa? Em qua mẫu với bà nha. Đó sơ mi Hiền Hồ nè, trời đẹp lắm. Cái này mấy chị mặc hoài mặc quỷ cho em nha bà nha. Form rất là xuất sắc luôn á. Nè, cột lại giùm em bên đây nè. Rồi em qua mẫu nha. Có chân váy không chị? Đây gái ơi. Chân váy 2 tầng 65.000 một cái giùm chị nha. Chân váy 2 tầng 65.000. Rồi cái này là chân váy xếp ly. Cái này là chân váy tennis. Chân váy tennis này 55.000. Quần tay ống rộng em hết rồi, Nhung Hồng ơi. Quần tay ống rộng em hết rồi. Chân váy tennis giùm em 55.000 một cái nha mấy chị. Đây nè, em có hai, còn có hai loại chân váy thôi. Là chân váy tennis và chân váy dập ly 2 tầng nha. À lấy chân váy chút chân váy giùm em luôn. Cái hàng tennis
55.000 thôi, còn kia là 65.000 một cái giùm em thôi nha. Trời ơi, cái hoa bằng Nguyễn Thanh nhè nha, đẹp lắm luôn đó mấy chị, đẹp lắm luôn á, phải nói thật sự là như vậy luôn á. Rồi ok, em lên cái mã này cho mấy chị nè. Lên dùm một thôi, từ từ cho em lên một cái mẫu lấy tương tác coi. Cho em lên cái mẫu em bán lấy tương tác cho mấy chị nè. Em ơi, cái quần này là free size á gái ơi. Quần free size Phạm Thảo ơi, nhiêu ký mặt cũng vừa hết trơn, đó là lưng thun. Nó không có cần phải chiều cao cân nặng gì hết trơn á gái. Phong bự lắm, phong đẹp. Hồng du lấy cái sơ mi đen. Ok chế. Sơ mi kèm số điện thoại. Rồi em lên một cái mẫu lấy tương tác với bà nè, chia sẻ like giùm em đi. 39.000 cái quần. Quần đùi mặc ở nhà dễ thương lắm. Đợt này về cho chị màu dễ thương luôn. Đây, quần đùi chạy viền bên hông với bà chế nha. Mấy quần này mặc ở nhà mấy chị ơi. Có đầm baby doll không chị? Đầm baby doll like rồi và mon trần. Đầm baby doll like rồi. Mon trần ơi, đầm baby doll em like rồi. Rồi đây mấy chị ơi, quần đùi mặc ở nhà giùm em luôn mấy chị, siêu dễ thương luôn, form vạt màu với bà nha, 39.000 cả anh em. Chị nào mua 3 cái bán 100.000 3 cái với bà luôn ha. Bán lấy tương tác với bà chị luôn. Rồi quần này đợt này em về có 4-5 màu mấy chị. 4-5 màu giùm em luôn với bà nha. Ai lấy quần chút quần kèm tính hỏi cho em luôn. Ok, Phạm Thảo lấy một cái quần tay nè. Quần tay nha mấy bà, chị mua dễ bà mặc đừng có ghiền quá mới thiệt luôn á, lên xin hỏi giùm em luôn. Phạm Thảo chắc có đơn cái mua hàng cho mình rồi. Rồi đây mấy chị, 4 màu nha, đợt này về 4 màu giùm em luôn. Màu hồng, màu trắng, ở lộ màu hồng, màu cam, màu đỏ, màu hồng, màu đỏ, màu vàng và màu đen giùm em. Rồi 39.000 một quần nha bà chế nha. 39.000 một quần sọt đùi mặc ở nhà thôi nha mấy chị ơi. Đó giờ lấy mua 3 cái bán 100.000 3 cái với bà luôn cho bà gái thầu mặc nha. Áo cánh đen nha chị. Ok Nguyễn Thị Bảo Chanh chốt áo cánh đen cho em nè. 75.000 nè. Áo cánh đen nè, Nguyễn Thị Bảo Chanh nè, ok nè. Rồi, lấy chân váy 2 tầng cho may may nè. Chân váy 2 tầng 65 cho may may nè, ok nè. Rồi, ai lấy quần chốt quần giùm em nha mọi người nha. Bây giờ em lên phone cho mấy chị luôn nè. Trời ơi, cái quần có 39.000 cái mấy chị ơi, mua về mặc ở nhà cho thoải mái nè mấy bà. Đó, thiệt luôn á, mua về mặc ở nhà cho thoải mái ha. Rồi, rồi đầm chị, đầm có cổ lên cho chị. Hết rồi em ơi, giờ này mới vô hội đầm có cổ nữa. Có cổ có ơ rồi. Cái đứa trẻ vậy. Lên rồi, hết sạch luôn rồi. Lên đầu tiên luôn á. Rồi ok, cái đầm nó quá hot luôn. Nhi da có 2 đi quần rồi. Cái đó của bé Phương. Ok, quần đỏ đen hồng Phúc Subin nè. Đỏ nè, đen hồng là rẻ lắm mấy chị ơi, 100.000 ba cái nha mấy bà nha. 100.000 ba cái, một cái thì 39.000 giùm em nè mọi người. Mấy chị mua 100.000 ba cái. Phúc Subin nè, ok nè. Rồi, chị bé Ngọc Nguyễn lấy mà lấy cái gì vậy chị ơi? Lấy 3 quần hả chị, hay lấy cái gì vậy chị, comment lại giùm em nha. Rồi em lên màu mấy chị, có màu bò chứ bảo. Cái Phương chú có màu bò đúng không, này màu bò, cái này nữa nè. Rồi ok nè. Lên màu kèm số giùm em nha. Rồi màu đỏ. Chị hả? Rồi em lên màu nha mấy chị. 100.000 ba cái quần giùm em cho mọi người nha. Cái này ráng lấy tương tác cho mấy chị đẹp của mình thôi. Nha, em có màu vàng nè, màu hồng, màu đen. Màu đỏ và lại màu bò nha mấy bà nha. Ai lấy màu nào mình chốt màu giùm em luôn. Trời ơi, nè có áo cái áo sơ mi hiền hồ không? Cái áo sơ mi hiền hồ không hot lắm nè. Mày không lấy rồi thôi tao bỏ tay luôn đó. Về bận trúng quần tay nè. Rồi ok, lấy đi bà ơi, lấy màu 2 đi má ơi. Trời ơi, tao nói thiệt luôn á. Nhiều cái thấy đẹp quá trời không dám bỏ luôn á. Trời ơi, áo sơ mi hiền hồ nó sang muốn xỉu luôn, hot muốn xỉu luôn. Áo chị mặc còn không? Còn. Bé Ngọc Nguyễn lấy đủ màu quần. Để 100.000 ba cái mấy chị ơi, cứ mua 100.000 là ba cái quần đó mấy chị. Rẻ xỉu luôn. Rồi đủ màu quần mấy chị đẹp luôn nè, chị đẹp ơi, về mặc 7 ngày 7 quần luôn nha chị. Nhớ chụp cho em coi nha. Ok chị bé Ngọc Nguyễn nè. Áo chị mặc còn. Hết rồi, còn như đó màu à. Cái gì? Thì lấy của bé Phương qua cho chị đó đi, 6 màu không? Đúng không? Thì là lấy của chị đó qua cho bé Phương. Phương lấy của bé Phương qua cho chị đó đi, nguyên combo cho chị đó đi. Rồi cho bé Phương lấy, hồi lấy của bé Phương lấy sau. Được chưa? Áo sơ mi đang mặc nè. Còn có 2 màu à. Rồi còn có 2 màu rồi thôi, trắng với cam là hết rồi. Hàng em đi chưa gái ngoan? Hàng đi chưa không biết luôn á. Rồi ai lấy trước giùm em nha. Chưa đi. Cái nào còn
còn mới để, còn cái nào hết rồi là thôi à. Cái nào còn mới để, cái nào phải lên trên xưởng mà còn không. Chứ hết rồi sao để đây trời, có mấy mẫu à. Mấy mẫu còn, mấy mẫu hết mất tiêu rồi. Rồi ok nha, lấy quần chút quần luôn nhái bà. Rồi em lên form nè. Thêm trắng cho em mà ok nè. Rồi áo này còn cái cam. Áo này còn hai cái cam là hết. Rồi ok ha, rồi em lên cái quần. Cái áo này đúng không? Áo này còn có 2 đúng không ha? 2, 3, 3, 3, 3. Hả? Nghĩ hả? Nghĩ hôm qua có cao trắng rồi. Út Subin thêm trắng hết rồi. Út Subin ơi, giờ em còn cam à. Áo nó mặc em còn màu cam mà gái ơi. Nè. Áo này siêu đẹp, siêu rẻ mấy chị ơi. Áo này là hàng vạn vải Quảng Châu nha mấy chị nha. Áo này là hàng vải Quảng Châu giùm em luôn nha mấy chị. Rồi cái mẫu này cho em mấy chị ơi, xị mẫu này cho em là 36.000 nè. Lẻ mẫu này cho em là 45.000 một cái nha mấy bà nha, ba màu. Bận cái gì vậy bé? Hai màu nè, hai màu cho chị gì á, Tuyết Mai. Rồi. Cái này xị 36 lẻ 45.000 mấy bà ơi. Có ba màu giùm em nè mấy chị, nào màu trắng nha, màu đen. Màu trắng, màu đen mấy chị, áo ba lỗ form vạt bầu. Cái này là hàng Quảng Châu giùm em luôn mấy chị nha, vải rất là đã luôn, mát miệng cho em luôn nha. Rồi em có màu với chị, màu đen, màu nâu và màu này là màu trắng, màu đen, màu nâu giùm em hả mọi người ha. 45.000 một áo. Ủa cái này mặc lên là siêu dễ thương luôn mấy bà ơi, màu kèm xứng thọ giùm em nha mấy bà. Rồi em sẽ lên form. Ok. Cái bộ này mặc dễ thương xỉu luôn. Áo này mặc còn hai cái cam áo, ai cũng hết giùm em luôn trời. Mà nó lên là bún bình rồi tụi. Ừ. 45.000 nha, 45.000. Đây áo đang mặc nè, áo đang mặc nè. Áo đang mặc nè, 45.000 nè. Sơ mi tay dài. Chị về chưa? Sơ mi tay. Sơ mi nốt. Chị về cho em chùi em ri rồi đó. Chị về chùi cho em ri rồi đó chị Gia ơi. Trời ơi cái này rất là dễ thương luôn nha mấy chị. Trời ơi cân ghê luôn mấy bà ơi. Ê có cho cái kéo đi. Cho cái kéo đi. Trời ơi dễ thương ghê không. Dạng như là phơm ba lỗ ngược cho mấy chị nha. Đẹp lắm luôn. Đầm đầu like chị còn like chị cho em hết rồi. Không có còn đủ hàng luôn á. Xếp 3 món lên chưa chị? Xếp 3 món bị lỗi rồi mấy bà, nên em không có về hàng được mấy bà nha. Rồi ok. Na La Lê một áo đen, một áo nâu nè em chốt nè. Chị Tuyền Nguyễn lấy một áo đen, một áo trắng em chốt nè. Rồi ok mấy chị ơi, 45.000 nha mấy chị nha. 45.000 một áo giùm em thôi à. Quần hoa xếp gì chưa chị? Chưa em ơi. Nguyễn Bảo Nhung, bé Nhung lấy áo trắng nè, áo dễ thương lắm luôn á trời ơi. 45.000 nha mấy chị ơi, màu kèm sổ giùm em nha cả nhà. Áo đen cho Thảo Nguyễn nè. Trời ơi mặc dễ thương quá không mấy chị ơi nè. Trời ơi lên dễ thương ghê luôn mấy bà ơi. Quần nhà em là 101 một cái mấy chị nha. Có 3 size XML luôn, quần này quần không dẻn nha. Bé Nhung cáo áo gì, áo trắng nè. Cái gì? Tuyền Nguyễn hả? Rồi chị Tuyền Nguyễn có áo rồi. Quần đang mặc 101 mấy chị. Cái dáng quần này là quần ống, quần suông cho nha mọi người nha. Quần suông nha mấy chị nha, quần này đẹp lắm luôn. Rồi quần hoa sao. Cái đó là bỏ bà ơi, cái đó là bỏ bà. Bỏ. Áo ba lỗ bu zip em chưa có lên. Không, không phải. Nghĩ ơi, cái này là áo chuyển phát. Áo này là 75.000. Áo này là áo cổ thủy thủ. Xanh với đen hai màu. Áo ba lỗ bu zip em chưa có lên. Quần em đang mang 101 mấy bà ơi. Tú Phạm này áo trắng nè. Nhung áo trắng hả? Nhung áo trắng, Tú Phạm áo trắng nè. Ok chứ yêu nè. Dạ 45.000 một áo giùm em thôi nha mọi người nha. 45.000 mấy chị ơi. Ai lấy áo chút áo giùm em luôn ha. Tôm tí nè, lấy một quần size L nè. Quần này nha em có 3 size mấy chị, 101 một quần nha mấy chị ơi. Áo đủ cho Phương Huệ nè, trời áo này đẹp lắm luôn á mấy bà, dễ thương cực kỳ luôn. Bao dừa luôn. À dừa. Cái set đằng sau dừa, set ngó chị lên chua. Phương Huệ nè. Lộn. À, cái gì á? Tôm tí nè. Rồi Phương Huệ áo lấy màu 2 đi, áo này rẻ quá trời, đẹp quá trời luôn á. Nè cưng mấy chị cưng mấy bà ơi, tôi nói thiệt
đâu luôn đó bà chị ơi, 45.000 thảo à, xếp mối chưa có lên nè. Màu kèm sổ giùm em nha, màu kèm sổ giùm em nha mấy chị nha, cái vải nè. Đủ cái vải đã đó chị ơi, mặt mát rụi luôn á trời. Mặt mát lùi rụi luôn á. Rồi ok ha. Xếp mối chưa có lên nè, ok nè, Như Gia lấy màu 2 là xếp thể thao nè Như Gia ơi. Xếp thể thao mới về nè. Nè. Màu 2 nè. Như Gia nè, ok nè. Rồi áo này đen còn cái mấy chị ơi. Đen em còn một cặp, ơ lộn, trắng em còn một cái ha. Bây giờ em lên màu đen cho mấy chị luôn nè. Trời áo này mặc dễ thương lắm luôn em mới thiệt. Nè, mặt hơi bị cưng luôn. Trời ơi, lên màu đen nha. Màu đen, màu nâu với lại màu kem mấy chị ơi. 45.000 một áo thôi. Trời ơi, cái dáng ba lỗ mấy chị hơi bị xinh luôn mấy bà. Nâu cho Bảo Hân nè. 45.000. Nè mấy chị nè, thấy không, bỏ áo ra ngoài nè. Mặc áo ra ngoài nè mấy bà chị ở nha, dễ thương không? Mang bỏ vô thùng nè. Trời ơi, không đẹp nữa nè. Ôi, em thiệt luôn, em không biết cái nào đẹp luôn á. Không dễ thương thì thôi luôn á. Trời ơi. Trời ơi, vậy hả? Xong chụp hình gửi cho chị. Rồi, ba lỗ đen cho bạn, ba lỗ nô cho Bảo Hân nè. Đen cho cô bé nè. 45.000 cả, mấy chị áo này dễ thương lắm. Mấy chị ở hàng Quảng Châu luôn, mặc sướng cực kỳ luôn á. Hồng Dương áo đen nè, em lấy ba cái mặc luôn mới thiệt. Về mặc chung quần legging, về mặc chung với lại cái quần legging đen nhà em là siêu phẩm luôn mấy bà ơi nha. Cái quần legging mà thế nào, cái quần legging này nè mấy chị, mặc chung với mấy cái quần như thế này nè mấy bà ơi, là mặc lên nó thiệt sự luôn, xuất sắc luôn á. Hồng Dương ba lỗ đen có chưa? Rồi đây nè, bây giờ mặc chung mấy quần legging như vậy nè, trời ơi siêu cưng luôn á trời nha. 59.000 một cái quần giùm em. Quần đang mặc 101 mấy chị ơi, có 3 size SML giùm em thôi nha mọi người nha. Quần này đẹp lắm mấy chị. Đây, quần kèm size kèm xứng thoại giùm em. Quần kèm size nha mọi người nha. Hoặc là mấy chị không biết mặc size nào á, mấy chị có lên cho em xin cân nặng với lại chiều cao. Em lấy size cho mấy bà ha. Trời ơi đẹp quá. Em mới thiệt luôn á, này mặc vô chị lên dễ thương ghê luôn á. Nhìn kiểu đúng thể thao luôn á, nhìn đẹp ghê luôn á trời. Cái này quấn cộng với nịch đồ cái Gucci rồi vô là trời ơi má ơi. Đẹp mê ly luôn á trời. Rồi em lên màu nha. Em lên màu lần nữa, em qua màu nè. Áo 45.000 một cái mấy chị ơi. Đẹp ghê luôn á trời, vải đã quá. Đây em có màu của chị, màu trắng nè ha, màu đen nè, màu nu. Có 3 màu thôi nha. Không cái ơi, quần dài giùm em chị Ngọc Hiệp. Quần đây đang mặc là quần dài. Quần đang mặc là quần dài chứ không có là phải chính tất nha. Rồi em nặng 51kg á, cao mét nhiêu vậy? Tôm tít lấy quần L rồi mà. Tôm tít lấy quần L cho em. Em lấy quần L rồi mà. Dễ thương quá à. Đẹp ha. Rồi ai lấy áo chút áo, ai lấy quần chút quần giùm em nha mọi người ơi. Rồi mấy chị ơi, em lên bộ pyjama nè cho bà gái chị kìa. Em lên cái thân này đi. Còn cái dung Quảng Châu nó chưa có lên nữa nè. Ê nó nghe nè mấy bà, nãy giờ tôi mặc 3 màu luôn rồi đó. Không, không có legging chính tất nha chị ơi. Không có legging chính tất chứ ơi. Cái bộ này đúng rẻ mà đúng đẹp luôn mấy chị. Đúng rẻ mà đúng đẹp luôn. 89.000 một bộ mấy chị ơi. Thiệt luôn mấy bà, đúng rẻ mà đúng đẹp luôn. Bình thường mấy cái bộ này á mấy chế, cái vải này nè, em toàn bán 95 hoặc là 100 mấy không à. Em nói thiệt, mà cái bộ này có 95.000, có 89.000 thôi. Mà quần có túi luôn, xị bộ này chỉ có 75.000 à. Xị bộ này có 75.000 thôi. Rồi mình mặc L cũng được, mặc M cũng được ơi nè. Cái quần nha mấy chị nha, form này 60kg độ lại mặc đẹp giùm em luôn. 60 cân độ về mấy chị mặc thoải mái luôn ha mọi người ha. Phối cho em nè mấy chị, hơi bị xinh luôn, hình trái dâu nha mọi người nha. Rất là cân luôn nha mấy chị, rẻ luôn, xỉ có 75.000 à. Mà lẻ chỉ có 89.000 một bộ thôi, màu nè mấy chị. Màu cân cực kỳ cân luôn. Em buông màu cho bà gái coi ha, như giá đang ri nè, đẹp lắm. Màu trắng nè. Trời ơi, ai mà sang sang hốt kem bộ này luôn, sang xỉu luôn. Màu xanh. Màu bơ. Màu hồng. Đẹp chưa? Hốt liền giùm tôi đi nha mấy bà nha. Rồi xỉ hết luôn nè. Như da một ri nè. Hạnh mi nho một ri nè. Cái này mùi không trời? Trời ơi, còn được nhiêu đó thôi đó mấy chị ơi. Hết luôn nè mấy chị. Đẹp lắm luôn. Ê, coi Như da coi chừng tiếng bỏ. Như da coi chừng tiếng bỏ. Hết luôn rồi đó mấy chị, thấy không, em nói thiệt bộ đó đẹp bao đẹp luôn. Không mua là hơi phí á. Rồi ok ha. Tiếp tục giùm em luôn. Em lên tiếp cho mấy chị một cái mẫu pyjama giá rẻ nè. Đợi bây giờ em hết nha. Đây. Pyjama giá rẻ
Tuyên Nguyễn một củ bơ đi. Cho bà Tuyên Nguyễn một củ bơ đi anh. Cái này giá rẻ nè mấy chị nè. Đó. Trời ơi vải đẹp quá vậy trời. Vải siêu phẩm luôn đó mấy chị ơi. Đây 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 đây. Nhích cái nắp, nhích cái nắp. Trời ơi. Đây. Hình con vịt. Quá là dễ thương luôn. Trời ơi cái vải đúng đẹp. Quần có túi luôn. Quần có túi luôn nè mấy chị. Quần có túi luôn nha. Đúng dễ thương luôn. Xỉ 63 lẻ 75 ngàn một bộ. Không có bộ tay dài hả chị? Không nha. Còn bơ không chị? Cho ánh nắng ban mai một bộ màu bơ luôn. Như da một ri bộ nè. Màu trời ơi mấy bà ơi xỉu luôn. Hồng, tím, vàng, rêu. Hồng, tím, vàng, rêu, ruốc. Vàng, rêu, ruốc với lại màu xanh min. Ok chưa? Màu kèm sổ giùm em. Như da một ri nè. Đẹp lắm luôn. Yên tâm luôn. Rẻ bèo béo 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 béo. Bèo béo 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 béo. 95 ngàn ơi 89 ngàn một bộ. Thiệt luôn mấy bà chị ơi. Màu kèm sổ giùm em nha mọi người nha. Hơi bị xinh luôn. 75 ngàn một bộ mấy chị ơi. Vải rất là đã nha mọi người nha. Ôi vải đẹp quá. Quần S cho chị Bình Lý nè. Quần S chị Bình Lý nè. Ok, Bình Lý một quần S nè. Lên áo khoác đi chị, đợi chút xíu luôn. Đang cầm cho Đỗ Thảo nè, một màu xanh nè. Đỗ Thảo đang cầm nè. Rồi em lên màu nha mấy bà nha. Màu kèm sổ giùm em luôn nha mấy chị ơi. Bộ này có 75 ngàn bộ chị. Quá rẻ luôn mọi người ơi, phải rất là đã luôn. Rồi ok chưa? Đỗ Thảo nè, đang cầm nè. Ok chứ yêu nè. Trời ơi, siêu cân luôn mấy chị ơi, siêu cân luôn. Xét dự ký chị còn không chị? Còn chưa có lên luôn nè. Lấy tím cho Hồng Dương. Lấy tím cho Hồng Dương. Không, à lấy màu này đúng không? Lấy màu này đúng không? Rồi ok nè, bỏ lại cho em đi. Ê, cái màu xanh đó bỏ lại màu này nè. Lấy màu này nè, chị đó lấy màu này nè. Đổi quần M giùm em nha chị. Ok, tôm tít lấy quần M nè. Tôm tít đổi. Đổi quần M thì đổi quần M cho bà luôn nè. 75 ngàn bộ. Tôm tít, trời ơi, bây giờ bỏ của mình ra hả? Ok nè, thêm tím với chị Đỗ Thảo nè. Thêm tím chị Đỗ Thảo nè. Chế chế, tuần này chứ mày đi một đơn cho em. Chứ đừng cứ gom kiểu như vậy. Nha, tuần này chứ mày đi một đơn cho em. Cỡ nào thì cỡ. Còn không là em hôm qua tuần này em có chốt thêm nữa đâu. Em nói trước luôn thiệt á. Chị hỏi Bi nè. Em không chốt nữa đâu. Trời ơi, trời ơi, xoay vốn không kịp. Xoay vốn không kịp em mới thiệt. Ôi đợt này vải đẹp lắm mấy chị ơi. Cái vải này vải trang hàng vải hàng Thái nữa mấy bà. Cái vải này vải trang vải hàng Thái nữa mấy bà nha. Rất là đẹp giùm em luôn á. Màu kèm phím thỏ giùm em liền. Rồi em lên form mấy bà ơi. Ôi đẹp quá không. Ủa màu vàng nè. Yêu chưa mấy chị ơi. Xuất sắc luôn. Màu vàng nè mấy chị. Màu hồng nè. Màu hồng nhớ là gái nha. Ủa màu đẹp quá vậy trời. Có mấy ri rồi trời ơi. Màu rêu rồi mấy chị nè. Em thì cái vải trang vải Thái gì đó chị ơi, đã lắm. Hồng Dương lấy tím. Cho em bộ tím đi. Hồng Dương có rồi hả? Vậy màu rêu chị Trang. Màu rêu cho Trang một chữ. Rồi em còn màu ruốc mấy chị. Màu ruốc màu vàng với lại màu hồng đào. Trời ơi pyjama tay ngắn rất là đẹp. Em nói thiệt luôn, còn mấy bộ nha mấy bà. 5 bộ cho Phương Huệ. Hết rêu. 5 bộ cho Phương Huệ là hết luôn. Phương Huệ 5 bộ. Kết thúc mã luôn, qua mẫu giùm em luôn. Rồi lên cho ba cái mẫu này. Cái dùm Quảng Châu nè. Dùm này mấy bà chế lấy màu xanh quá trời luôn. Quần ống rộng em lên rồi. Màu ruốc em hết cho chị Đỗ Thảo. Còn cái màu còn một cái lấy cho chị Đỗ Thảo bộ màu ruốc đi. Ok chị Đỗ Thảo cho chị Đỗ Thảo bộ màu ruốc nha. Trời ơi cái này khách hỏi rất là nhiều luôn. Cái này là hàng vải đuổi xước. Cái này là hàng chuẩn shop giùm em luôn nha bà nha. Mấy chị nói mắc thì em chịu thôi chứ em nói thiệt. Đẹp xỉu luôn á. Ừ Đỗ Thảo là 3 bộ. Hồng Dương có tím rồi. Cẩm Vân em hết bộ rêu rồi nha chị. Trời ơi cái tầm này, cái dung này mới thật sự với mấy chị luôn là siêu đẹp luôn. Thật sự là xỉ rất là mắc. Xỉ tới 105 nghìn lận. Nhưng mà là hàng cao cấp. Hàng là hàng cao cấp nha mấy bà nha. Siêu đẹp luôn, quần có túi cho em đàng hoàng luôn ha. Dung này là phải dạng dung chính tất. Dung là dạng dung chính tất giùm em nha mấy chị nha. Em lên form đây. Áo hiền thục, áo hiền hồ.
áo hiền hồ còn màu cam. Áo hiền thục lão này nè, áo hiền thục lão này, áo hiền hồ lão kia, được chưa? Màu đẹp lắm, màu da, màu hồng, màu hồng đất nha, da hồng đất đen với lại màu nâu, da hồng đất đen nâu, đầm hoa chắc hai bữa nữa về hàng lại á. Rồi bây giờ em lên cái form cho mấy chị coi nè, mấy chị bình tĩnh đi, em lên cái form này cho coi. Áo đang mặc em còn mới chơi 45.000 nè. Áo đang mặc em còn nha. Rồi em lên cái zoom đây. 119.000 một zoom giùm em. 119.000 một cái zoom này nha mấy chị nha. Mấy chị mua thì mua, không mua thì cũng được thôi, chứ em cũng biết nói sao bây giờ. Tại vì nó rất là đẹp luôn. Zoom 119.000. Chỉ giá lên cho màu 2 thôi anh, ok. Lấy màu 2 thôi bà ơi. Lấy màu 2 thôi, bỏ bớt lại cho em ơi. Trời, không có hàng bán thiệt luôn á. Quần có mẫu nào nữa không chị? Quần á, hay em đợi chút xíu nha. Quần còn có mẫu gì nữa? Màu 2 cũng là 10 là 5 mẫu hả? À, màu 2 cũng là 10 vậy con, bay bay ơi. Không lấy da. Trời ơi, nó đẹp dữ vậy trời. Trời ơi. Ôi trời, đẹp quá hả? Đẹp quá hả mấy chị ơi nè. Hạnh lê nè, có mấy da hả? Nè, cho hạnh lê nè. Trời ơi, đẹp quá mấy bà ơi, zoom xanh cho tâm tuyết nè. Zoom xanh cho tâm tuyết nè. Rồi zoom xanh cho Ngân Hà nè. Ok nè. Hồ Thảo là Hồ Thị Nghĩa hả? Được 3 cái nè em ơi. Được 3 cái nè nha. Rồi bây giờ còn da, còn màu da với lại màu này là màu cà phê, màu nâu á. Màu nâu tây với lại màu da hết hàng. Rồi còn có 2 màu thôi. Đủ. Còn có 2 màu thôi à. Trời ơi, chuẩn bị con Hành, con như da bị chia hàng nè, hỏi nữa bị chia hàng nè. Rồi màu nâu, một dùm, chị Ngọc Châu có một cái dùm nâu nha. Chị Ngọc Châu có một cái dùm nâu, rồi còn màu nâu tây là hết. Còn màu nâu tây là hết, mấy chị ơi, nâu tây giùm em thôi. Nâu tây nha. Cho Ngọc Châu cái xanh đi anh ơi. Cho Ngọc Châu cái xanh đi. Rồi bây giờ em còn màu này. Rồi bé Phương còn có một màu nâu, bé Phương lấy đỏ nha. Bé Phương ơi, còn có một màu nâu thôi à. Ngọc Châu một cái màu nâu nữa là hết. Rồi là Ngọc Châu lấy cái 3 cái á. Ngọc Châu có 2 cái, một nâu một da. Ngọc Châu có 2 cái, một nâu một da. Rồi cho bé Phương. Rồi là hết. Một nâu một da của Ngọc Châu. Cái hồng đó là của Hồ Thị Nghĩa, coi chừng lộn kìa. Rồi ok. Em chốt một riêng nhưng em chốt màu hai là em thêm mà. Là sao mà? Là mày đủ rồi đó. Mày đủ một ly rồi đó. Mày đừng nói gì thêm nữa. Chấm hết nha. Chấm hết. Bữa sau lấy tiếp mấy bà ơi. Hết rồi. Bữa sau lấy tiếp giùm em đi. Hết rồi. Đẹp ha. Trời ơi, em nói thiệt luôn á. Đẹp ghê luôn chị. Tiền nào phụ đó. Ừ. Kìa. Đúng đẹp. Trời ơi, đợt này mới thiệt. Siêu phẩm. Đúng rồi, dâm. Hết rồi, Nhí ơi. Cái này đẹp lắm mấy chị, cái này đẹp lắm luôn, em mới thật sự luôn. Trời ơi, mấy chị ơi, như hàng mấy trăm ngàn mới thiệt luôn á trời. Bộ dập ly, 105.000 một bộ. Rất là đẹp, em mới thật sự rất là đẹp luôn. Mấy chị có cái bông nè. Mấy chị có cái bông nè. Giống như hàng của Hot Girl, người ta bán một set 220, một set 230 không? Giống chưa? Mấy chị coi cái bông màu đen của em đi. Mấy chị coi cái bông màu nu của em đi. Mấy chị coi bông nhà em đi mấy chị. Bông nhà em là bông tuyển nha. Bông nhà là bông tuyển cho mấy chị đàng hoàng luôn. Loan sau là gì á chị? Loan sau là bộ loan em ơi. Loan sau là bộ loan lơ mơ. Lát hồi lên mấy mẫu bộ cho bộ loan cho lơ mơ. Hôm nay đẹp lắm. Con như da hơn này có rồi không nay vô kịp lấy mặc được cái mẫu này chúng tôi làm thiệt hôm nay tiếc nuối luôn. Sỉ 105. Ok em. Lẻ 100, 115. Ô lẻ 119.
thì nghĩa có 3 bộ, 2 bộ gì đó. Còn mấy màu lẻ đó. Tủ không đen cho Lê Mơ ok. Trời ơi đẹp xỉu luôn. Em đang nhập ly liền. Xỉu nhiêu vậy ta? Trời ơi đẹp lắm mấy chị ơi. Xỉ 88 nè. Lẻ 1, lẻ 5. Đợi xíu lên cái form cho mua. Lại chút đi mặc cái form lên cho mua mấy bà ơi. Đảm bảo luôn bông mấy chị, mấy bà nhìn mấy bà ghiền. Thiệt. Bông mấy bà nhìn mấy bà ghiền luôn. Lê Mơ lấy đủ con bông đen nè. Trời ơi trời. Trời ơi trời, nó đẹp xỉu luôn, em nó thiệt xỉu luôn mấy bà ơi. Hết rồi gái ơi. Váy hồng cổ theo em hết rồi. Cổ hoa, váy hồng cổ hoa em hết rồi nha. Rồi em lên màu mấy chị ơi. Ok, lát chị lấy cho. Trời ơi, bông mấy chị đẹp xỉu luôn á. Không, chị có hàng nhập đi đùi nha. Chị Ngọc Châu ơi, chị Ngọc Châu nhiều lắm rồi. Chị Ngọc Châu mua thêm chị Ngọc Châu một tiền giúp em nha. Chị Ngọc Châu em thiếu thêm hai bộ, một đen với lại một nôn, một đen với lại một nôn nữa thôi chứ ơi. Nha. Hàng chị Ngọc Châu nhiều lắm rồi, 8 cái, 9 cái rồi đó chế ơi. Chứ ngưng ngưng giùm em đi chế. Tại vì em sợ đặt trường hợp là hả, đặt hàng rồi không lấy mệt lắm chứ ơi. À hết rồi Lemo ơi, vậy là hết rồi. Bỏ cái vàng lại, Lemo, bỏ cái vàng lại, bỏ cái vàng lại. Rồi, cái này để cho cái gì đó. Cho Nhi da, cái zoom chị hết rồi. Zoom chị hết rồi nha Lemo ơi, zoom chị hết rồi. Rồi màu kèm sổ giùm em mấy chị ơi. Zoom nha, có lộn xếp bộ cho mọi người nha, xếp bộ dập ly. Trời ơi mấy chị nhìn cái màu dập ly của mấy chị ghiền liền. Mấy chị nhìn cái dập ly của mấy chị ghiền liền luôn, em nói thiệt luôn á. 105.000 một bộ mấy chị ơi, mà nó đẹp xỉu giùm em luôn nè mấy chị coi nè. Chị có cái dập ly của nó nè mấy chị. Trời ơi trời, sang chưa? Thiệt luôn. Tiền nào của đó mấy chị ơi, không có mất đi đâu 1.000 nào luôn, hứa danh dự luôn á. Đây. À, đẹp chưa? Trời ơi, em bị như vậy mấy bà không sợ, không phải sợ cái gì mấy chị không lấy mấy chị trả về thì em mất tiền ship thì đúng rồi mấy chị, bây giờ mấy chị mua một bộ thì mấy chị trả về em cũng mất bao nhiêu đó tiền. Nhưng mà quan trọng bị cái này nè mấy chị, bị cái này nè. Có nhiều bà vô duyên lắm. Đặt 5 cái, đặt 10 cái, đặt 5 cái nha. Hàng tới mở ra kiểm tra lấy 2 cái chạy em về 3 cái mấy chị ơi. Con nghiệt ngã không? Con nghiệt ngã không? Da da rồi, cái hồng cái xanh nè. Rồi. Đẹp lắm. Hả? Em bị vậy đó mấy chị, em buồn ghê luôn á. Mất công lắm nha bà ơi, lẹ em trước bà bộ hồng đó thôi nè nha, ngưng giùm em nha bà. Biết sao không, cũng thôi bà cọc cạc cho em đi, bà cọc cho em mới cạc 50.000 đi bà lựa cho nó đã. Thiệt. Bà chạy ra, bà chạy ù đó ngoài đầu đường, bà mua mẹ mới cạc 50.000 đi. Còn không thôi bà lấy băng kim bà bắn cho em đi đó, mày cũng ngựa lắm nha, con nãy ơi, bé ơi. Mày cũng ngựa lắm, không ai ngựa lại mày nè. Mày lấy tao chùa rồi, không chịu. Thêm hồng xanh rồi. Dập ly cho Lê Mơ nè, dập ly cho Lê Mơ nè, 105.000. 105.000 một set mấy chị ơi. Nha, bà Ngọc Châu bà cọc cho em cạc 50.000 đi, bà tha hồ bà mua nha. Set chị mặc có 105.000 một bộ thôi, nhưng mà là hàng phải đẹp phải xịn nha, chứ không phải là hàng điên. Bà coi cái lớp dập ly của em đi. Trời ơi, xuất sắc luôn. Ok, cọc có số điện thoại giùm em đi gái ơi. Rồi bà lựa thoải mái luôn bà ơi. Nè, đẹp không? Thêm xanh hồng rồi mày ơi, bây giờ còn da với đen thôi à. Còn da đen với vàng thôi. Lê Mơ, dạ Lê Mơ màu hồng của người ta đó ông ơi. Ừ. Màu hồng của người ta Lê Mơ đó. Rồi ok, em lấy bộ chị đang cầm nhĩ nè. Rồi ok nè. Rồi, xếp 3 món bị lỗi chứ không có về hàng. Có bộ ngố nha chị Mai Trân Mai ơi. Có bộ ngố giùm em, bộ ngố giá rẻ có, bộ ngố giá mắc có chị ơi. Bộ ngố giá trung bình cũng có luôn. Cái gì em cũng có hết, để em xíu luôn. Chốt nhiều vậy, bữa 5 sản phẩm ngân lửa rồi mà. Tao bán ế quá đó mày. Tao bán ế quá đó, rồi bây giờ mua bán đại luôn á thiệt. Bán xuống xác á, tao bán xuống xác chiếc này á. Rồi bây giờ bơm tao thì chịu thôi chứ sao giờ. Bây giờ mua một cái nó cũng bơm, nó muốn bơm là nó bơm. Mà nó mua mì mà nó bơm là nó cũng bơm. Biết sao nãy giờ không để ý bà chế đó, nó thiệt.
Để cho ông để bà trẻ chứ mình thường em năm khách quen em mới cho lựa nhiều. Khách quen là mấy bà mua em một lần à, đơn xong mấy bà muốn mua nhiêu bà mua, em không có cấm nha. Còn mấy chị là mới mua em lần đầu tiên à, vô đặt em quá trời em không dám chốt nha mọi người, cái này nói thiệt, cái này nói thiệt tình luôn á. Rồi em lên bộ dập ly nha mấy chị ơi, rất là đẹp luôn, có 105.000 bộ à mấy chị. Trời ơi mấy chị nhìn cái số vải đi nè, mấy chị nhìn biết hàng đẹp liền nha, thiệt nhìn cái số vải là nhìn biết đẹp liền luôn á, đẹp lắm. Quần đùi rẻ có thì chị có rồi nè, quần đùi rẻ lấy nhiêu cái, quần đùi rẻ vào nè lấy nhiêu cái nè. Rồi em lên màu đó chị, em còn được 3 màu nha. Bộ này đẹp, đẹp luôn. Bộ này dễ thương lắm luôn á trời ơi, 105.000 thôi mấy chị ơi. Đẹp thiệt luôn mấy chị, 105.000 thiệt, xuất sắc ghê luôn á. Rồi ai lấy chốt em nha, số điện thoại em trên Facebook phải không? Đúng rồi nha Ngọc Châu ơi, màu vàng nè. Rồi ok nha. Rồi bà chị Thắm nè, cái hôm bữa Facebook của bà là mình nó báo thông báo bên em là bà là vô tình trạng nguy hiểm đó. Dạ 100.000 ba cái quần đùi rẻ, 100.000 ba cái quần đùi rẻ chị ơi, rẻ lắm. Em nói thiệt em bán rẻ là rẻ xỉu luôn á mọi người ơi, không ai qua em đâu. Để em xuống bớt cả trên sảnh qua hàng trên sảnh nhiều quá. Còn lại giùm em, còn lại để treo quần này lên. Chị lên bộ ngố gấu cho chị chưa em ơi. Đây mấy chị ơi, nè bộ cho mấy bà cổ yếm nha. Bộ cổ yếm này giá rẻ lắm, mấy chị có 89.000 một bộ thôi à. Bộ cổ yếm nha mọi người, 89.000 nha. Cái này em like lẹ em xuống kệ nói chị ơi, ai lấy thì chốt em luôn nha mọi người nha. Bộ cổ yếm 89.000 nha mọi người nha. Nhung em ngồi treo này lên chị cái Nhung được không? Bộ cổ yếm mấy chị ơi rất là rẻ luôn. Cái bộ này hôm qua em về 50 bộ em bán còn đúng 2 bộ. Em về 50 bộ em bán còn đúng 2 bộ nha. Ừ. Dạ thì bây giờ biết sao giờ, bơm thì nó cũng bơm rồi chứ sao giờ, bán buôn bán mà chịu thôi. Rồi bộ này em toàn 2 bộ nha, một cỏ một vàng em hết nè. Cái bộ này em lát hồi em lên form cho bà coi, đẹp lắm, dễ thương cực kỳ luôn. Lát đi quận em lên form cho xem nha. Rồi ok chưa, qua mẫu giùm em. Các bạn em lên tìm mục tiêu rồi. Ngố đúng không? Ngố gấu chứ đi. Hôm nay bà bộ dài Quảng Châu nữa. Ngố gấu đâu ta? Đây ngố gấu, gấu. Ngố gấu nè. Ngố gấu đâu trời? Đây, ngố gấu xảy 45. Áo phá có luôn em yêu ơi. Còn ngố gấu còn được 5 bộ à. Xảy 45, chị lên áo phát len còn. Chị áo phát len còn không? Áo phát len là áo nào? Hồi nãy là hồi nãy like cái len đó là nguyên cặp á. Là nguyên cặp áo cặp á. Nè ngố gấu nè gái ơi. Trời ơi, dập ly đẹp quá trời luôn trời. Đẹp quá à. Rồi ok nha, chị có phát len áo khoác áo khoác len hết rồi. Áo khoác len lát hồi chị gom đơn lẻ về đưa cho cưng. Áo khoác len bút bê rồi cái gì vừa xa xì đúng không, để gom đơn lẻ đưa cho xếp chữ ký còn mấy xếp xếp chữ ký còn ri nè, lấy ri đi nè, chưa có lên nè, xếp chữ ký còn nè, lấy ri đi nè, một ri nè, xị 45.000 nè. Ngố gấu quá chị, em có gấu đen, gấu trắng và gấu xám. Còn có 5 bộ chứ ơi, 5-6 bộ giờ chết. Ngố mặt cười hết. Như da ngố mặt cười hết rồi. Nè ngố gấu chị Thảo Baby nè. Ngố chị Thảo Baby nè. Rồi lên tiếp em với chị. Năm mấy cái với chị là mặt đẹp cho em nha. Rồi em lên cái ngố này cho bà nè. Cái ngố này là gọi là cái ngố này phải gọi là ngố siêu phẩm. Cái gì? Bộ chữ ký đó. Xếp chữ ký nào? Xếp chữ ký này đúng không? Đây nè, xếp thể thao chữ ký nè mấy bà ơi. Đang hot rần rần rộ rộ trên TikTok luôn nè mấy bà. Sĩ 88. Nè. Trời ơi, xỉ 88 mà lẻ 105.000, rất là đẹp luôn, đang rất là hot, quần bo chun luôn, quần bo chun nha mấy bà trẻ nha. Đáp hồi em lên xếp áo lại cho. Rồi từ từ đi mấy bà, cái xếp chữ ký nó đợi chút xíu, xếp chữ ký nó đợi em xíu nha. Em lên cái này nè, cái này đúng đẹp luôn nè mấy
chị ơi. Đây, về được có 20 cái à. Riêng dự cái điện thoại bi nè, 88 nè, 88. Đây, đúng đẹp luôn, nguyên một set luôn, 55.000 xỉ 40. Ủa lộn, sorry sorry, xỉ 43 lẻ 59.000, bộ mới đúng, xỉ 43 lẻ 59.000. Quần dài nha bạn, quần dài luôn, rất là đẹp. Tao biết mà lấy cái mẫu đó mà, còn bị đặt nữa chứ. Trắng đen sáng 3 màu, xỉ 42 lẻ 59. Rồi, nguyên set luôn mấy chị, nguyên set luôn á, tính ra có 30.000 cái áo, 30.000 cái quần à nha. Rồi, còn set chữ ký đùi đâu, set chữ ký đùi nào ta. Ôi, để từ từ suy nghĩ nha, để từ từ suy nghĩ nha. Cúc này là lớn cấn nè, phi ngó di da nè. Nè nè, set chính tay còn, set chính tất hết rồi chứ ơi. Mày điên rồi, lấy 41 không xám rồi hả? Hả? Lẻ 55.000 nha mấy chị ơi. Ở lộn, lẻ 59.000 một bộ cho men cho mọi người nha. Xám đen trắng, thục vây, thục vây, thục vây, thục vây. Rồi bây giờ em còn 2 set cuối cùng. Rồi em còn 2 màu chứ lộn. Em còn 2 màu, màu xám và màu trắng cho men thôi. Xám và trắng cho mọi người nha. Rồi set này bao đẹp luôn. Trời ơi, 5 cái hạt lê nè, xám cho bào cho đào màu nè. Lên xuống thoại giùm em đào màu ơi. Xét chữ ký sơ mi, xét chữ ký sơ mi. Quần đùi đá trời, đừng có gì sợ cho chị. Nghe xu hai không biết trời lên. Xét chữ ký. À, cái gì vậy, bây giờ mà còn hỏi xét chữ ký cái gì nữa bà. Trời ơi trời, cái này á hả, còn có 1-2 xét đâu ra mà còn. Điên trời ơi. Đào màu có rồi nè. Rồi ok, màu 2 đi chị nè. Còn có 3 cái rồi em, còn 3 cái rồi Hạnh Lê. Rồi em còn màu xám thôi. Xám cho Nguyễn Thị Kim. Xám cho Nguyễn Thị Kim. Rồi em còn cái màu xám, mấy chị ơi, lấy xám chút xám mà mấy chị, có 59.000 một set thôi nha. 59.000 nè mấy bà ơi, đúng rẻ, đúng đẹp luôn. Đây 59.000 giùm em. 59.000 nha. Quá rẻ luôn á, còn một set duy nhất hết hàng. Mua nguyên được, mua được nguyên cặp luôn. Rồi ok, ok chị đào màu. Còn có một set, ta lấy set chút set. Nè, set 83 đúng không? 83 cho Nhi Gia nè. Bữa hôm tao về á hả, bay tụi bay kén đồ, kén cáo trọng canh đồ. Hen. Sáng cho Thảo Nguyễn, ok. Được, dạ được, dạ được, dạ được chị. Dạ dạ, được được nha, được được. Dạ. Em rất là vui lòng khách đến, vui lòng khách đi nha. Dạ dạ. Rồi qua mẫu giùm em. Đến chị muốn tiêu rồi ta. Em lên cho chị một cái mẫu này đây cho nó hot nè. Rồi cái này là đúng hot luôn. Cái này em bộ như da dặn màu 2 không hồng nè, phải không? Nhưng mà giờ không bán. Chị hả? Rồi để ngày mai chị coi có còn chị chùa cho Hạnh lên. Để ngày mai chị cắt bớt chị chùa cho em. Chị